trương 2980 thiên sinh ước chiến. Tứ đệ, người vậy mà cũng đột phá tầng 7, sau khi cả kinh, trên mặt Vũ Hoàng tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Lăng Hàn gật gật đầu, tuy hắn đã tại cảnh giới bên trên truy bình thiên sinh, mà trên mặt cũng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Bởi vì ở trong kế hoạch của hắn, là phải lấy một ước năm thời gian đột phá đến tầng 9, hiện tại chọn vẹn kém hai cảnh giới, cùng dự tính kém có chút nhiều. Cùng giai chiến một trận, chiến lực của Tứ đệ tuyệt đối không thua thiên sinh vũ hoàng gật đầu nói thế nhưng mà thiên sinh cường đại nhất thực sự không phải chiến lực của hắn mà là khí lực phảng phất như tiên kim bất hư bất diệt nghiêm tiên lộ vẫn lo lắng lang hàn cười nói không sao lần này ta trở về liền muốn thử xem thằng này như thế nào dù hắn không ước chiến ta ta cũng sẽ đánh với hắn một trận cái kia ta trở ra hồi phục hắn dị lại đi ra ngoài rất nhanh một tin tức kinh người truyền ra thiên sinh ước chiến lang hàn ba ngày sau trong thiên phong lâm lập tức toàn bộ võ viện oanh động, lang Hàn là ai, đoán chừng trong 10 người có 9 cái không biết, nhưng thiên sinh lại cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, hắn một đường đi tới, không biết khiêu chiến bao nhiêu đệ tử cường đại, đại bộ phận đều lấy toàn thắng xong việc, mà ngẫu nhiên không thắng cũng hòa chấm dứt. Bởi vì không người nào có thể làm gì được khí lực của hắn, vô cùng cường hoành, phảng phất như tiên kim. Tiên vương tầng 9 mới có thể luyện hóa tiên kim, nhưng không có cách nào hủy diệt tiên kim, vậy làm sao chính thức bị thương thiên sinh. Đây là một quái vật, hiện tại quái vật này lại khiêu chiến một người không có danh tiếng gì, cái này để cho người làm sao tiếp nhận. Chẳng lẽ lang hàn vô cùng thấp điều, trên thực tế lại là tiên vương tầng 9 đỉnh phong sao? Đúng vậy đúng vậy, nếu không như thế, làm sao đáng giá thiên sinh khiêu chiến, hắn cho tới bây giờ chỉ khiêu chiến người cảnh giới cao hơn hắn, đồng cảnh giới chiến một trận, cường như tiêu anh hùng, miêu hóa cũng không phải đối thủ. Sai rồi, các ngươi đều sai rồi, lang hàn này. Chỉ là tầng 7 mà thôi. Cái gì, thiên sinh lại có thể khiêu chiến tiên vương cùng dai? Hắc hắc, nghe nói lang hàn này cùng thiên sinh đến từ một vị diệt, trước kia chính là đối thủ cũ, tuy thiên sinh chiếm được thượng phong, lại không có khả năng giết được hắn, cho nên, lần này là bọn hắn không biết bao nhiêu lần quyết chiến rồi. Ta còn nghe nói, bọn họ vì một nữ nhân mà kết thù kết oán. Phi, ta làm sao nghe nói là thiên sinh truy cầu lăng hàn, mà lăng hàn không thích đồng tính, kết quả thiên sinh vì ái sinh hận, triệt để phản bội các ngươi nói đều không đúng, các ngươi còn nhớ không, trên vạn cổ thạch lưu danh Trương Tam, Lý Tứ không? Đương nhiên nhớ rõ, đây chính là mãnh nhân tuyệt đối A. Lăng Hàn là Trương Tam, Lý Tứ, hí, vậy cuộc chiến của hai người này rất đáng xem rồi, Lăng Hàn tuyệt đối không kém. Thì tính sao, đừng quên khí lực của thiên sinh, có thể so sánh tiên kim, không sợ bất luận tiên vương gì. Cũng thế, vẫn là thiên sinh phần thắng càng lớn, các học viên nghị luận nhau nhau, thoáng cái trở nên vô cùng bát quái, mà rất nhiều thế lực lớn cũng nghe tin lập tức hành động có thể được thiên sinh khiêu chiến tất nhiên không phải phạm nhân bọn hắn muốn cùng lang hàn kết bạn toàn bộ học viện đều chờ mong ba ngày sau long tranh hổ đấu sẽ đặc sắc cỡ nào lang hàn lại không hề có cảm giác khẩn trương hắn cùng chư nữ bình tĩnh sinh hoạt giống như ba ngày sau đi chiến đấu không phải hắn phu quân người có nắm chắc không lưu vũ đồng chư nữ đều hỏi lang hàn mỉm cười thiên sinh này chỉ từ phòng ngự mà nói đã đạt đến tiên vương đỉnh phong có thể chính thức hủy diệt tiên kim, cũng chỉ có lực lượng thiên tôn. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người lo lắng, nhất là nhu yêu nữ, nàng là bái kiến thiên sinh phát huy, lúc trước là lăng hàn, vũ hoàng, kỷ vô danh, hỏa phù dung. Liên thủ cũng không phải đối thủ, không sao, phù quân của các người cũng không phải ăn chay. Lăng hàn cười nói, mấy vạn năm này, hắn cũng nắm giữ cửu hóa thiên kinh, một người tay cầm ba môn thiên tôn bảo thuật, cái này còn chưa có tư cách chiến thiên sinh sao chúng nữ thấy Lăng Hàn nắm chắc như vậy, cũng chỉ có tin tưởng phu quân rồi. Ba ngày, nhóm một cái đã qua, bởi vì song phương quyết chiến đều rất nổi danh, hơn nữa người có ý chí trợ giúp, thời điểm quyết chiến tiến đến, chẳng những tất cả đệ tử giới này qua xem cuộc chiến, hơn mấy giới trước cũng đi ra vài nhân vật cực kỳ nổi tiếng. A Mục, Tàn Nguyệt, Đỗ Thập Nhất, đây chính là nhân vật lưu danh trên vạn cổ thạch, sớm đã đạt đến tầng 9 đỉnh phong, mà thiên tôn quá khó vượt qua, bọn hắn đến nay còn ở lại cấp độ này đau khổ dẫy ruộng. Ngay cả ba người bọn hắn cũng đến, có thể thấy được trận quyết chiến này được quan tâm cao bao nhiêu. Ba cự đầu chắp tay đứng ở trên bầu trời, xa không thể chạm, chín đạo dị sắc quấn quanh, rồi lại giống như muốn dung hợp thành một. Đây là bọn hắn sắp dảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn, một khi bước ra một bước này, liền thoát ly phạm chủ tiên vương. Thiên sinh đã sớm đến, hắn như chúng tinh phùng nguyệt, bên người có một đám thủ hạ, hắn thì đứng chắp tay, bảy đạo dị sắc quấn quanh, bộc lộ tài năng Mắt thấy thời gian không ngừng trôi qua, mà Lăng Hàn lại thủy chung không thấy thân ảnh, tất cả mọi người bắt đầu nóng nảy. Lăng Hàn đâu, sẽ không sợ chiến chứ? Hắc hắc, nếu như ứng chiến, rồi lại lâm trận đào thoát, về sau hắn còn có mặt mũi ở võ viện sao? Sẽ để tiếng xấu muôn đời. Trong những người đang xem cuộc chiến, phải kể tới Trác Khải là người buồn bực nhất, hắn bị Lăng Hàn hung hăng sửa chữa một trận, vốn muốn báo thù, nhưng hắn ở trong võ viện năng lượng có hạn, lão tổ tông càng là ở ngoại vực chiến đấu, căn bản không có khả năng trở lại, chỉ có thể một mực nghẹn lấy khẩu khí. Về sau Lăng Hàn lặng yên đi tiên vương mộ địa, hắn càng không có khả năng báo thù. Thật vất vả đợi đến lúc có cơ hội này, hắn vô cùng muốn thấy Thiên Sinh hành hung Lăng Hàn, vì sao Lăng Hàn không tới? Đúng lúc này, chỉ thấy xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đúng là Lăng Hàn, Lăng Hàn đến rồi, mọi người lập tức hưng phấn, một nhân vật chính khác cuối cùng trình diện, quyết chiến có thể tiến hành rồi. Lăng Hàn đương nhiên không phải một người đến. Còn có Vũ Hoàng, Nghiêm Tiên Lộ, Tương Bồi, còn có Nữ Hoàng, Nhu Yêu Nữ, Tương Theo, trận thế cũng không kém thiên sinh. Chương 2981, bán thuốc, Kỷ huynh, Hỏa Tiên Tử, một đường đi qua, Lăng Hàn còn cười bắt chuyện với đám người kỳ vô danh, Hỏa Phù Dung. Lần này quyết chiến cũng hấp dẫn tất cả thiên kiêu của Tiên vực vị diện, vì lần chiến đấu này song phương đều đến từ thế giới của bọn hắn. Tiên vực vốn là một vị diện cấp thấp, nhưng bây giờ lại xuất hiện hai tuyệt đại thiên kiêu cái này để cho võ giả của tiên vực vị diện cực kỳ hãnh diệt thời điểm nhắc tới thiên sinh cùng lăng hàn như trên mặt mình cũng có quang khôi cũng ở phụ cận hắn đồng dạng là tiên vực vị diện sinh ra vô cùng cường đại chỉ là khí lực không bằng thiên sinh bị khắc chế đến xít sao hắn tự nhiên có khuynh hướng lăng hàn nhưng cũng biết cái hy vọng này quá mức xa vời chỉ cần biết năng lực của thiên sinh ai có thể tin tưởng lăng hàn sẽ thắng lăng hàn người rốt cuộc tới thiên sinh nhàn nhạt nói tuy tiếng nói không cao lại tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí đây là hắn biểu hiện tự tin trong mắt của ta người cũng miễn cưỡng có thể xem như một thiên tài thần phục ta từ nay về sau đi theo ta lăng hàn chỉ làm không nghe thấy tiếp tục đi về trước thiên sinh người đây là nằm mơ sao dị mở miệng nói tiên vương tầng ba nho nhỏ cũng dám cùng thiên sinh đại nhân nói như vậy thiên sinh tự nhiên khinh thường cùng dị tranh luận nhưng các tiểu đệ nhất định sẽ nhảy ra hộ chủ thiên sinh chỉ lạnh lùng nhìn lăng hàn nói nếu ngươi không muốn tiếp nhận hảo ý của ta, vậy thì chờ bị ta đánh nổ đi. Sau khi hắn xuất thế, chỉ có lăng hàn bẫy được hắn, để cho hắn sắp thành lại bại, không có lấy được máu huyết của tất cả thiên kiêu, bằng không thì hắn bây giờ còn có thể càng cường đại hơn. Cho nên, người hắn ghét nhất đương nhiên là lăng hàn, nếu không làm sao sẽ chủ động khiêu chiến. Lăng hàn vẫn không để ý tới, hắn đi đến bên cạnh đám người, đột nhiên tươi cười, lấy ra mấy cái bình thuốc, lớn tiếng nói. Đến đến, Người đi ngang không nên bỏ qua, nơi này có Khiết Linh đan, có thể chữa trị căn cơ bất ổn lúc trước trên đường võ đạo, còn có Phá Vân đan, có thể gia tăng cơ hội trùng kích cảnh giới. Hắn đột nhiên hóa thân tiểu thương, ở đằng kia giao hàng. Cái này, ai cũng thật không ngờ, Lăng Hàn lại có thể chơi ra như vậy. Mà sau một mảnh kinh ngạc, rất nhiều người tim đập thình thịch, bởi vì Lăng Hàn bán đan dược thật đúng là bọn hắn khao khát. Ta muốn một lọ, ta muốn 10 viên, cho ta một phần, mọi người nhao nhao vây tới Lăng Hàn ai cũng không biết trên người lăng hàn đến cùng có bao nhiêu tiên vương đại đan như vậy bởi vậy mỗi cái đều phía sau tiếp trước sợ bị người khác cướp không nhìn hình ảnh này lưu vũ đồng chư nữ đều sắc mặt cổ quái lý tư thiền yếu ớt nói này chẳng lẽ mới là nguyên nhân thực sự phu quân đáp ứng khiêu chiến sao lợi dụng lực ảnh hưởng của thiên sinh hấp dẫn tất cả mọi người tới sau đó thừa cơ bán đan dược chỉ sợ cũng chỉ có phu quân mới làm ra như vậy nhưng thiên sinh nhất định thức điên rồi xác thực thiên sinh đã tức giận đến không được, hắn là nhân vật nào. Ngay cả rất nhiều giảng sư của võ viện cũng cực kỳ khách khí với hắn, bởi vì lấy tư chất của hắn, tương lai trở thành thiên tôn là sự tình ván đã đóng thuyền. Ở trong rất nhiều đệ tử, hắn cũng là người nổi bật, ở trên vạn cổ thạch, hắn càng lực áp đám người am mục. Có thể coi kỳ nguyên đệ nhất, nhưng mà, hắn chủ động mở miệng, lang hàn chẳng những không để ý tới hắn, rõ ràng còn bán đan dược. Ngươi là người bán hàng rong sao, cái này chẳng những để cho hình tượng của lăng hàn sụp đổ thậm chí cũng làm thấp uy nghiêm của hắn nhìn xem người rõ ràng khiêu chiến người như vậy có thể thấy được ngươi cũng không ra sao a à? ha ha trên bầu trời a mục không khỏi cười ra tiếng vị sư đệ này rất có ý tứ đỗ thập nhất cũng vừa cười vừa nói chỉ mong không phải chỉ có hư danh tàn nguyệt thì lạnh lùng nói hắn chán ghét người có hoa không có quả dưới đáy thiên sinh rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói lăng hàn ngươi còn muốn đánh nữa hay không đánh a à, lang hàn một bên cùng người giao dịch hắn đương nhiên không thu tinh thạch mà lấy tài liệu chân quý trao đổi võ viện thiên tài tụ tập nhưng đan đạo đại sư lại vô cùng hiếm có sát xuất thành đan của hắn lại cao đến kinh người có thể kiếm lấy lợi nhuận kinh người vậy ngươi đang làm cái gì thiên sinh chịu đựng lửa giận nói lang hàn kinh ngạc chúng ta ước định là hôm nay chiến một trận lại không có nói là lúc nào ngươi gấp cái gì không phải trời còn chưa tối sao thiên sinh lập tức im lặng, con mẹ nó có đạo lý như vậy sao? Chúng ta ước định hôm nay chiến một trận, người người cũng đã đến, lại còn lề mà lề mề, cái này không phải cố ý trêu chọc ta sao? Lăng Hàn, nếu ngươi sợ, lập tức quỳ xuống xin tha. Đúng, nhanh cầu xin tha thứ. Thủ hạ của thiên sinh nhao nhao kêu lên, thay chủ tử nói chuyện, bởi vì có mấy lời lấy thân phận của thiên sinh bất tiện nói. Dị, nghiêm tiên lộ cũng mở miệng khiển trách, bọn hắn tự nhiên là giúp đỡ Lăng Hàn hai chính chủ còn không có đấu võ, thủ hạ tiểu đệ lại tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đùng đùng. Lăng Hàn sinh ý rất tốt, ở đây đều là thiên kiêu của vị diệt, không nói mỗi cái thân gia kinh người, nhưng xác thực có người giàu có, có chút càng là hậu đại của thiên tôn, có được tài nguyên nhiều dọa người. Chưa tới nửa canh giờ, đan dược trong tay Lăng Hàn đã toàn bộ bán đi, hắn thầm tính vật tư trao đổi một chút, nếu như đồng dạng luyện thành đan dược là gấp 9 lần trước kia. Hắn không sai biệt lắm buôn bán lời gấp 10 lần, Lăng Hàn rất hài lòng, hắn đi ra, tuy còn có rất nhiều người muốn mua đan, bao quanh hắn không chịu rời đi. Các vị yên tâm, một vạn năm sau, ta sẽ lần nữa bán đan, kính xin mọi người không nên bỏ qua." Lăng Hàn nói, lúc này mới khiến mọi người thỏa mãn, ở Tiên Vương mà nói, một vạn năm tự nhiên là chút lòng thành. Lăng Hàn đi về phía trước nói, "Thiên Sinh, ra tay đi." Thiên Sinh đã tức giận đến xanh mặt, hắn đợi bao lâu? Đợi bao lâu, Lăng Hàn ta sẽ cho ngươi biết hậu quả trêu đùa hí lộng ta. Hắn gần từng chữ nói, ánh mắt sắc bén, lăng hàn ha ha, phẩy tay, ít nói nhảm đi, đừng lãng phí thời gian, nhanh ra tay. Hừ, thiên sinh cuối cùng nhịn không được, bành, bỗng nhiên phóng lên trời, hai tay chấn động, đã hóa thành hai thanh trường thương. chương 2982, khác nhau, tới, lăng hàn hai chân phát lực, bành, hắn cũng phóng lên trời, cùng thiên sinh cách không tương vọng. Hắn lấy ra tiên ma kiếm, lập ở trước ngực, chỉ phía xa thiên sinh, trong hai mắt tán lấy hàn quang. Chết đi, thiên sinh bạo động, hưu, thân hình hắn tiêu xạ, trùng kích về phía lăng hàn. Đinh, thương cùng kiếm tấn công, lập tức dẫn không gian sụp đổ, truyền lực về phía bốn phương tám hướng, mà hai người đều không có lui ra phía sau một bước, hai khuôn mặt gần kề cách xa nhau chưa đủ một thước, đều là chiến ý xô trào. Bành bành bành, không gian bốn phía bạo tạc, quy tắc hóa thành mảnh vỡ, ở dưới hai đại cường giả oanh tạc không chịu nổi một kích, Hừ, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi ngược lại tăng lên rất nhiều." Thiên Sinh chấn động hai tay, đẩy Lăng Hàn lui trở về. "Thực lực của ngươi ngược lại ở trong dự liệu của ta, không gì hơn cái này." Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Thiên Sinh nhịn không được nhe răng, miệng của người này làm sao độc địa như vậy? "Ở trước mặt ta múa mép khua môi, đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có." Thiên Sinh uy nghiêm nói. "A, à, thì sao?" Lăng Hàn nhàn nhạt nói. "Ngươi sẽ biết." Thiên Sinh lần nữa giết tới hay vẫn là một thương đảo qua, coi thành côn. Bành, Lăng Hàn xuất kiếm đón chào, tiên ma kiếm ngăn được kim thương, nhưng quỷ dị chính là, kim thương này lại đột nhiên biến thành roi, nhu không có lực, thân thương quấn quanh một cái, tật bắn về phía mặt của Lăng Hàn. Cái này căn bản không phải tiên khí, mà là cánh tay của thiên sinh, có thể tùy ý biến hóa. Có chút y tứ, Lăng Hàn nói ra, tay trái ngừng quyển oanh ra, bành, lực lượng khủng bố chấn động, thiên sinh lập tức bị đẩy lui. Vừa mới giao thủ, hai người đều thi triển thần thông, chiến lược khó phân cao thấp. Toái diệt, thiên sinh hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành tương, cao tốc xoay tròn, tạo thành đại phá hoại, quy tắc bốn phía vốn đã hỗn loạn, lại bị hắn xoắn như vậy, lập tức nghiền nát, không thể nào rút ra. Thiên sinh cười ha ha, hai tay lại hóa thành kiếm, đâm về phía lăng hàn. Đã không có quy tắc, tiên vương chính là cặn bã. Chiến thuật của hắn đơn giản và thô bạo, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Các thiên kiêu nhìn xem, ai cũng nhíu mày, cái này tương đương với cưỡng ép cướp đoạt lực lượng của tiên vương lấy lực lượng thân thể giao chiến cái kia lại có mấy người chống đỡ được cái chiến thuật này vô cùng đơn giản mà muốn phá giải lại không có biện pháp trừ khi cảnh giới ở trên thiên sinh cưỡng ép rút ra quy tắc ở xa hơn hoặc là sớm khóa quy tắc ở trong cơ thể nhưng nói như vậy chỉ có thể lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng chấn áp thiên sinh nếu không một lúc sau quy tắc hao hết đồng dạng sẽ hỏng bét vấn đề là khí lực của thiên sinh có thể so sánh tiên kim ai có thể ở trong thời gian ngắn chấn áp hắn. Đây là khó giải, nếu thiên sinh đạt tới tầng 9, như vậy ở trong tiên vương cảnh, hắn có thể coi vô địch. Tất cả mọi người lắc đầu, muốn đánh vỡ khí lực của thiên sinh, cái kia nhất định phải siêu việt tầng 9, đây chỉ có nửa bước thiên tôn mới có thể làm được. Lăng Hàn giải như thế nào? Khó giải, nhưng mà, Lăng Hàn lại dũng cảm tiến tới, một kiếm gọt qua, oanh, đồng dạng xé nát không gian, chặt đứt quy tắc, vô cùng khủng bố. Cái này, Tất cả mọi người khiếp sợ, thằng này không có thuyên chuyển quy tắc, vì cái gì còn có khả năng phát huy ra chiến lược đáng sợ như thế. Bành, hai người lần nữa đối oanh, lại như cũng khó phân cao thấp. Hai người này, đều là thể thuật kinh người, có người tinh mắt cảm khái, thiên sinh càng lộ ra kinh ngạc, vì cái gì thể thuật của hắn cường đại như vậy, bởi vì hắn là thiên địa ý chí hóa thân, tự nhiên sớm có thể tiếp xúc đến lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, chỉ là giới hạn trong cảnh giới, hắn căn bản không có cách nào thuyên chuyển, nhưng có thể dùng lực lượng bản nguyên rèn luyện bản thân. Nhưng mà, Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể làm được? Ngươi là ai, chẳng qua là thiên địa hóa thân mà thôi, có được một chút hít năng lực đặc thù, nếu không căn bản chính là một cặn bã. Lăng Hàn khinh thường nói, thiên sinh cường không phải cố gắng có được, mà là hắn sinh ra là như thế. Tựa như một phú nhị đại, sinh ra liền có được vô cùng tài phú, không cần phấn đấu cũng sướng hơn người bình thường mấy vạn lần. Hôm nay ta liền nói cho người biết, sinh mà lấy được, cùng cố gắng có được khác nhau. Lăng Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái hóa quyền oanh ra, bành bành bành, mỗi một quyền đều vô cùng trầm trọng, không mang theo một tia quy tắc, rồi lại càng thêm đáng sợ. Mấy vạn năm này Lăng Hàn cũng không có dừng tu luyện, không ngừng lấy năng lượng hư tử tôi thể, thể thuật một mực vững bước tăng lên, dù không có đạt tới tầng 7 đỉnh phong, cũng vô cùng bạo lực. Lại dám đắc chí ở trước mặt ta, thiên sinh không cam lòng yếu thế, một tay hóa thành kiếm, một tay là quyền, cùng Lăng Hàn đối oanh hắn hiển nhiên là cố ý để chứng minh sự cường đại của hắn ta sinh ra cường đại cái này là ưu thế của ta mà ta ở hậu thiên trả giá cố gắng ngươi làm sao có thể nghĩ tới thiên sinh kiếm quyền tề oanh uy lực tuyệt không kém lang hàn mảy may hừ ngươi khí lực như tiên kim cái này đã là ưu thế của ngươi nhưng đồng thời cũng là nhược điểm lớn nhất của ngươi căn bản không có sinh tử áp lực ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ võ đạo chân lý lang hàn cười lạnh ngươi là xem thường chiến lực của ta sao thiên sinh gào thét, cạn bã, lăng hàn cười ha ha, hắn cường thế phản công, banh banh bang, kiếm quyền liên tục oanh chúng thiên sinh, như chứng minh kết luận của hắn. Sắc mặt của thiên sinh lập tức đen như nồi, tuy khí lực của hắn cường hoành, công kích như vậy đánh vào trên người hắn căn bản không đến nơi đến chốn nhưng bị lăng hàn oanh chúng, lại chẳng khác gì là đang nói. Hắn ở trên chiến lực xác thực không bằng đối phương, cùng giai chiến một trận, hắn rõ ràng không bằng, quả nhiên vẫn là lăng hàn càng tốt hơn. Trên bầu trời, Đám người am mục bình phẩm, ở dưới sinh từ áp lực tu ra ý chí võ đạo, tuyệt không phải sinh ra cường đại có thể so sánh. Đỗ Thập Nhất cũng gật đầu, Lăng Hàn đã đi ra con đường của mình, đây mới thực là cường đại, Thiên Tôn chi môn đã rộng mở một nửa với hắn. Tàn Nguyệt cũng khó được biểu hiện ra thưởng thức đối với Lăng Hàn. Đi ra con đường của mình, cái kia cũng chỉ là thấy được hy vọng trở thành Thiên Tôn, bởi vì thành tựu Thiên Tôn còn phải xem vận khí. Chương 2983, dẫm mặt một, như ba người bọn họ kỳ thật cũng đi ra võ đạo chi lộ của mình, lại không bước ra được bước cuối cùng, là thiếu một chút cơ duyên, cái này phải nhìn cơ hội, có khả năng sau một khắc bọn hắn có thể một bước lên trời. Cho dù thiên sinh không cam tâm tình nguyện, nhưng không thừa nhận cũng không được, chiến lực của Lăng Hàn đúng là trên hắn. Hắn hừ một tiếng, thì tính sao, ta khí lực vô địch, ngươi làm sao giải? Hôm nay sẽ dạy ngươi làm người như thế nào? Lăng Hàn liên tục oanh kích năng lực chiến đấu của hắn là ở trong vô số lần sinh tử bồi hồi bồi dưỡng ra được không phải thiên sinh có thể so sánh khi dễ gã yếu thiên sinh hoàn toàn không có vấn đề lực lượng nghiền áp ba chiêu hai thức liền có thể thắng được dù đối thủ có thể chống đỡ dựa vào khí lực cũng có thể thắng nhưng đối mặt lăng hàn nhược điểm của thiên sinh liền lộ ra hoàn toàn bành 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 hắn không ngừng trúng chiêu bị bạo đánh a à, thiên sinh gào thét tuy lăng hàn công kích căn bản không có khả năng làm bị thương hắn nhưng ở trước mặt vô số người bị đánh, lại để cho thể diện của hắn tổn hao nhiều. Chỉ có oanh bại lăng hàn, mới có khả năng đền bù. Hắn phát động đại chiêu, hưu hưu hưu, từng đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành từng đạo kim tiễn. Lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, hai tay giao nhau che chở ở trước mặt, kim tiễn tập qua, lông tóc ít bị tổn thương. Hắn thản nhiên nói, không phải chỉ có người mới có được phòng ngự tuyệt đối. Bất diệt thiên kinh, thiên sinh cắn răng nói, trong cơ thể hắn có một tia thần hồn của duyên sinh thiên tôn ngay cả hắc tháp cũng bị hắn cầm đi tự nhiên không có khả năng không biết bí mật của bất diệt thiên kinh hắn hiểu bất diệt thiên kinh nhưng không tu luyện bởi vì này cho hắn vô dụng khí lực bản thân thì đến được cấp bậc bất diệt tiên kim thể mà muốn đạt tới bất diệt thiên tôn thể cần tài nguyên rất nhiều dù là hắn sau khi thành thiên tôn cũng phải dùng nhiều kỷ nguyên mới có khả năng tu thành bởi vậy hiện tại hắn cũng chẳng muốn đi lãng phí thời gian đây là làm công vô dụng thiên sinh tiếp một chiêu này của ta xem lăng hàn hít một hơi thật sâu tay trái bình thân tư vận chuyển ngũ hành lôi thuật quang mang ngũ sắc nhảy lên lại thêm vào một đạo lôi đình bạch sắc lập tức hóa thành cửu thải tiên lôi thiên sinh biến sắc phát lên một loại rung động mãnh liệt thiên sinh khiếp sợ khí lực của hắn có thể so sánh tiên kim mà lăng hàn bày ra thủ đoạn rõ ràng lại để cho hắn phát lên cảm giác rung động đây là có chuyện gì dưới chân lăng hàn khẽ động đánh về phía thiên sinh thiên sinh lòng có kiêng kỵ cũng không dám đón đỡ, vội vàng vận chuyển thân hình tránh né. Một cái truy, một cái trốn, trong mấy tức hai người rõ ràng không có giao thủ một kích. Cái này để cho mọi người kinh ngạc, thiên sinh người không phải được xương khí lực vô địch sao, dưới thiên tôn ai cũng không sợ, vì sao hiện tại sợ đến căn bản không dám tiếp chiêu. Cảnh giới của bọn hắn kém có chút xa, thấy không rõ ràng, nhưng đám người am mục lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là thiên tôn bảo thuật, chẳng trách ngay cả ta cũng có cảm giác không muốn đi đối kháng. Bất quá, dù cho tiên vương có thể vận chuyển thiên tôn bảo thuật, lại có thể ra cực hạn của tiên vương sao? Chỉ cần không thể dảo bước tiến lên thiên tôn, thiên sinh có gì phải sợ? Chẳng lẽ, một kích kia có thể đột phá cực hạn của tiên vương sao? Tam đại cự đầu đều không thể xác định, dù sao cũng là người ngoài đang xem cuộc chiến. Thiên sinh chật vật không chịu nổi, lăng hàn bạo lực rõ ràng còn ở trên hắn, đuổi theo cái mông hắn giết. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, đồng thời cũng hoài nghi, chiến lực của Lăng Hàn thực có thể đột phá đến chuẩn thiên tôn sao. Nghĩ như thế nào cũng không thể a, à, chỉ là tiên vương tầng 7 mà thôi. Phía dưới, thủ hạ của thiên sinh đều nghẹn ngào, vương giả bất bại trong suy nghĩ của bọn hắn rõ ràng đang lẩn trốn. Phải biết rằng trước kia cho dù khiêu chiến tiên vương tầng 9, thiên sinh cũng không chút yếu thế đối chiến, so sánh như vậy, tranh lệch cũng quá rõ ràng rồi. Thiên sinh nhìn sắc mặt biến hóa của đám đông vào trong mắt, hắn thắn răng, quyết định không thể tiếp tục như vậy, nếu không về sau hắn còn có mặt mũi gặp người sao. Hơn nữa, hắn không tin chiến lực của Lăng Hàn thật có thể cường đến trình độ như vậy. Tới, hắn hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành cự trùy, oanh kích về phía Lăng Hàn. Bành, hắn không tránh không né như vậy, tự nhiên cùng Lăng Hàn đối oanh rồi. Lực lượng khủng bố sôi trào, ở trên bầu trời tạo thành nổ lớn. Ha ha, thật sự là đánh giá cao ngươi rồi, còn tưởng rằng. Thiên sinh cười to, vừa đối oanh hắn liền phát hiện mình thật sự là quá lo lắng lực lượng của lăng hàn không gì hơn cái này căn bản không mạnh bằng hắn mất mặt hắn còn kiêng kỵ như vậy rõ ràng bị lăng hàn dọa sợ nhưng ngay lập tức sắc mặt của hắn lại kịch biến một cỗ lôi đình chi lực đáng sợ vọt vào trong cơ thể đang tàn sát bừa bãi hắn là tiên kim thể lực lượng tiên vương đỉnh phong cũng không thể thương tổn nhưng đây là lôi đình không gây thương tổn thân thể của hắn lại thật lâu không tán mỗi một lần lưu chuyển đều làm tứ chi hắn chập choạng, vô cùng khó chịu. đúng vậy, tiên kim không sợ lôi đình, nhưng lôi đình truyền ở trong tiên kim cũng sẽ không tiêu hao một phần lực lượng. mỗi một lần lưu chuyển đều làm thiên sinh nhức đầu. thiên sinh vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, lôi đình phổ thông căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. lực lượng của lang hàn rõ ràng không đạt chuẩn thiên tôn, thì tại sao sẽ để cho hắn khó chịu như thế? chẳng lẽ lang hàn có thể vận dụng lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới? nhưng nếu nói như vậy đại biểu cho Lăng Hàn đã trở thành thiên tôn rồi, như vậy giết hắn quả thực như giết gà, làm sao có thể chiến đấu gian nan như thế. Lại nói, trên người Lăng Hàn quấn quanh bảy đạo dị sắc, đây là tiên vương tầng bảy hàng thật giá thật a. Hắn lại không biết, tuy Lăng Hàn không thể tuyên chuyển năng lượng hư tử, nhưng được lực lượng như vậy rèn luyện, mới có được thể thuật đáng sợ, lấy lực lượng như vậy thúc giục ngũ hành lôi thuật, tự nhiên cũng có được một tia thiên tôn chi uy. Dù chỉ có một điểm, cũng đủ để cho thiên sinh đau khổ rồi dù sao hắn cũng chỉ là tầng 7. chương 2984, dẫm mặt, 2, toàn thân thiên sinh chấp động lên điện quang, hắn nhờ khí lực tiên kim mà cơ hồ vô địch ở tiên vương cảnh, nhưng bây giờ cũng bởi vì tiên kim thể mà nhức đầu, lôi đình chi lực thật lâu không tán. Đương nhiên, nếu không phải thiên sinh, thay đổi những người khác sớm đã bị đánh chết rồi. Thoải mái a à, lang Hàn thản nhiên nói, lấy hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có thể vận chuyển 9 lần ngũ hành lôi thuật, nhưng cái này đủ rồi. Lại đến, bang, 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 Lăng Hàn liên tục xuất trưởng đặt từng nhát ngũ hành lôi thuật lên người Thiên Sinh, lấy trạng thái hiện tại của Thiên Sinh căn bản không có khả năng ẩn núp, oanh đến toàn thân hắn run rẩy, hoàn toàn mất đi chiến lực. Thiên Sinh ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể không ngừng co giật. Trận chiến này, Thiên Sinh bại hoàn toàn, bất quá dù như vậy, Lăng Hàn Y Nguyên không thể chính thức tổn thương Thiên Sinh, hiện tại hắn thật giống như một kiện tiên khí, bị trấn áp mà bản thân lại không xấu. Nhưng mà kết quả này là ngoài dự liệu của mọi người, đây chính là thiên sinh A, được xưng nam nhân bất bại, lúc trước dù đối oanh tiên vương tầng 9, dù đánh không thắng, nhưng tiên vương tầng 9 cũng không làm gì được hắn. Hiện tại một màn này thực quá kinh người, trên bầu trời, ba người A mục cũng hết sức kinh ngạc. Trên đường chuẩn thiên tôn, lại thêm một người, đỗ thập nhất nói, cái này cũng không kỳ lạ, kỳ lạ chính là, hắn mới chỉ là tầng 7. Con người của tàn nguyệt có chút co rút lại, lộ ra chiến ý mãnh liệt chờ mong hắn nhanh phát triển a mục thì cười nói tất cả mọi người nhìn lăng hàn lực sát thương của người này cũng quá kinh người đi ngay cả thiên sinh được xưng thân thể tiên kim cũng làm trở mình tương lai thành tựu tuyệt đối cao đến kinh người nơi này có hậu đại hoặc truyền nhân của thế lực lớn ai cũng ánh mắt lập lòe người này tuyệt đối có giá trị lôi kéo lăng hàn nhấc chân rơi xuống dẫm ở trên mặt thiên sinh hắn cũng không có dùng lực gì bởi vì thiên sinh như tiên kim căn bản không có khả năng bị thương tổn hắn cũng chẳng muốn đi phí sức nhưng mà một cước đạp xuống trên mặt thiên sinh lại nhiều hơn một dấu chân mọi người nhìn ở trong mắt ai cũng há to miệng đây đối với thân thể của thiên sinh đương nhiên một chút thương tổn cũng không có nhưng ý tứ nhục nhã lại quá rõ ràng rồi ngày sau nếu thiên sinh không đả đảo lăng hàn vậy hắn nhất định ở trước mặt lăng hàn không ngẩng đầu lên được a à, hát, hát lăng hàn đây là muốn cùng thiên sinh kết xuống đại thù không chết không thôi a à. lăng hàn cười dài ba tiếng nghênh ngang rời đi bọn người dị nghiêm tiên lộ vô cùng hưng phấn lăng hàn là cờ xí của bọn hắn chiến thắng thiên sinh được xưng bất bại tự nhiên để cho bọn hắn giống như đánh máu gà một trận chiến này ở trong võ viện đưa tới đại oanh động nghe nói sau khi thiên sinh tỉnh lại ngạnh xanh nhổ ra ba ngụm máu sắc mặt khó coi đến dọa người có thủ hạ an ủi hắn thiếu chút nữa bị hắn một cái tát trục chết một trận chiến này đối với thiên sinh ảnh hưởng quá lớn để cho hắn ngã xuống thần đàn trái lại lăng hàn lại chuyển biến thành đã trở thành tồn tại lóng lánh nhất trong tân sinh lần này, rất nhiều thế lực đều muốn cùng Lăng Hàn kết giao quan hệ, đây là một vị thiên tôn tương lai a. Đừng nhìn viêm xương vị diện hiện tại thiên tôn rất nhiều, nhưng y nguyên không thể cải biến địa vị vô địch của thiên tôn, đáng giá bất luận thế lực gì đi lôi kéo. Bởi vậy, đánh một trận xong, Lăng Hàn liền không ngừng thu được thiếp mời của các thế lực, mời hắn đi tham gia yến hội, nhưng Lăng Hàn trên căn bản là không để ý tới. Hắn sửa sang lại tài nguyên lúc trước đổi đến, từ trong đó tuyển ra vật hữu dụng đối với hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, sau đó bắt đầu bế quan. Những tài nguyên này cực kỳ phong phú, tương đương với bảo vật mà võ viện ban cho trong một ức năm lại nhân 10 lần, Lăng hàn có được, không sai biệt lắm có thể làm cho hắn tu bất diệt tiên vương thể đến tầng thứ 8. Ở dưới thời gian gia tốc, chỉ 17 năm mà thôi, Lăng hàn liền đẩy mạnh bất diệt tiên vương thể đến tầng thứ 8, nhưng muốn tái tiến một bước, cần tài nguyên lại là một thiên văn sổ tự. Lăng Hàn ý định luyện đan, lại đi chào hàng một hồi đúng lúc này hắn nhận được thiếp mời của một thế lực lớn lúc trước tuy hắn cũng nhận được rất nhiều thiệp mời nhưng chỉ là một phen lấy lòng với hắn sau đó muốn cùng hắn kết giao bằng hữu nhưng thiếp mời này bất đồng nói thẳng mục đích sáng tỏ nói có thể thay lăng hàn tiêu thụ đan dược cái này để cho lăng hàn nổi lên hứng thú bởi vì luyện đan chỉ là thủ đoạn hắn thu lấy tài nguyên tu luyện nếu như có thể tránh khỏi khâu tiêu thụ vậy hắn rất cam tâm tình nguyện hắn nghĩ nghĩ quyết định đi phò ước cái thế lực lớn này được xưng là vương gia, vương gia lão tổ chính là một vị tam bộ thiên tôn, đến từ hoắc hưng vị diện, cũng là người mạnh nhất của vị diện kia, rất sớm liền đến nơi này, hơn nữa mang lên rất nhiều người trong gia tộc. Nhiều năm như vậy, vương gia ở chỗ này đã sớm mọc rể nảy mầm, khai chi tán diệp. Vương gia ngoại trừ lão tổ, còn có một vị chuẩn thiên tôn, tên là vương An Đức, hiện tại đang cùng vương gia lão tổ ở ngoại vực chiến trường chống cự cuồng loạn, vương gia gia chủ gọi vương thiên dương, chính là một vị tiên vương tầng 9. Bất quá, lần này vương gia cũng không phải chuyên vì mở tiệc chiêu đãi lăng hàn, mà là vương gia có vị tộc nhân dòng chính vừa mới đột phá tiên vương, bởi vậy, vương gia liền mời khách nhân, nhất là đệ tử ưu tú trong võ Việt. Tộc nhân dòng chính này cũng cực kỳ nổi danh, tên là vương giai nguyệt, chính là một mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa thiên phú võ đạo cực cao. Lần này sau khi đột phá tiên vương sẽ tiến vào thiên hạ đệ nhất võ Việt. Nghe nói, người theo đuổi vị tiểu thư này của vương gia rất nhiều, mà tầm mắt của nàng lại cực cao, chưa từng toát ra thân cận đối với nam nhân nào. Thế nhưng có đồn đãi khác, nói vương gia nguyệt đã sớm có người ngưỡng mộ trong lòng, cho nên mới không để người theo đuổi khác vào mắt. Vương gia ở chỗ rất xa, nhưng bởi vì mời chủ yếu là đệ tử võ viện, cho nên chủ hội trường liền đặt ở trong võ viện, dù sao vương gia nguyệt cũng lập tức đi vào võ viện rồi, trận yến hội này cũng có ý tứ cho nàng mặt mũi. Lăng Hàn chỉ nghĩ một hồi, liền đi tới địa phương vương gia tổ chức yến hội, đây là động phủ của một tiểu bối vương gia, hôm nay đã là tiên vương tầng 8, thực lực đương nhiên không thể khinh thường. chương 2985, vương gia mời. Ở đây cũng không phải tiên vương mộ địa, mỗi một học viên ít nhất cũng là đế giả. Mặt mũi của vương gia rất lớn, dù sao có một lão tổ tam bộ thiên tôn cùng một đại năng chuẩn thiên tôn, bởi vậy người đến như mây, thậm chí rất nhiều đệ tử đều lấy có thể thu được thiếp mời của vương gia mà vẻ vang. Lăng Hàn cực kỳ điệu thấp, hắn đưa lên thiếp mời, lặng yên tiến nhập hội trường, ở một bên uống rượu, lặng lặng chờ đợi. Vương gia thu được thiếp mời, khẳng định biết rõ hắn đã đến, như vậy tự nhiên sẽ có người đi ra nghênh đón, thương thảo vấn đề bán hộ đan dược. Lăng Hàn ngồi uống rượu, nhìn xem người đến người đi, rất nhiều người đều chào hỏi nhau, câu thông cảm tình, bình thường tất cả mọi người đều tu luyện, đây là cơ hội khó được. Nhưng mà có rất nhiều người giống như Lăng Hàn, lạnh lùng mà ngồi, không để ý người khác chút nào. Ngươi, 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 một thanh âm vang lên ở bên tai lăng hàn lăng hàn quay đầu nhìn lại chỉ thấy người này có chút quen thuộc nhưng tựa hồ lại không nhớ được liền nói ngươi là ai trác khải thiếu chút nữa tức chết hắn bị lăng hàn hố cực thảm mà lăng hàn rõ ràng ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ hắn cắn răng nói ta là trác khải lăng hàn suy nghĩ một chút liền a một tiếng ngươi là trác khải tử hắn rốt cục nghĩ tới đây là một nhị thế tổ hắn vừa mới tiến vào võ viện liền thu thập có một lão tổ chuẩn thiên tôn cho nên cực kỳ ngang ngược cản dỡ trác khải tức giận đến bốc khói ta là trác khải không phải kẻ ngốc khải tử bằng kẻ ngốc dù sao cũng không kém bao nhiêu a à. lang hàn cười nói loại nhị thế tổ này đương nhiên sẽ không để ở trong mắt hắn trác khải hừ một tiếng nói lang hàn ngươi đừng tưởng rằng ta thu thập không được ngươi lão tổ sắp từ ngoại vực chiến trường trở về đến lúc đó nhìn ngươi còn hung hăng cản quấy thế nào lang hàn nhíu mày không so đo với ngươi là vì loại người cặn bã như ngươi căn bản không có để ở trong mắt ta, ngươi lại ở trước mặt ta luồn lên nhảy xuống, cho rằng ta không dám thu thập ngươi. Hắn trực tiếp ra tay, nhấn về phía Trác Khải, không sai biệt lắm đã một ước năm qua đi, hắn đã thành tiên vương tầng 7, mà Trác Khải lại dậm chân tại chỗ, rõ ràng chứng kiến một trường này đập tới, nhưng hắn căn bản không có cách nào trốn tránh. Ba, một tiếng giòn vang, hắn bị nặng nề quạt một tát, nửa bên mặt bị rút đi, cái cằm máu chảy đầm đìa, cực kỳ buồn nôn trác khải đau đến kêu thảm thiết lập tức đưa tới những người khác quan tâm nhao nhao nhìn qua ồ đây không phải lăng hàn sao còn có trác khải kẻ ngốc kia lại đi gây chuyện hắc hắc lúc này hắn thật sự là đá trúng thiết bản lăng hàn là ai ngay cả thiên sinh cũng bị hắn dẫm mặt là người như bức nhất trong giới đệ tử lần này chẳng lẽ ngươi không biết trác binh đại nhân sắp từ ngoại vực chiến trường trở lại rồi a à, chẳng trách thằng này dám hung hăng càn quấy như thế hắc hắc một vị truyền thiên tôn a hơn nữa còn từ ngoại vực chiến trường huyết chiến trở về chiến lược căn bản không phải chuẩn thiên tôn vừa mới đột phá có thể so sánh tiên vương lại yêu nghiệt thấy cũng chỉ có thể cung kính kêu một tiếng đại nhân cho nên lúc này lăng hàn sướng rồi nếu trác binh đại nhân tức giận vậy hắn cũng không có quả ngon để ăn mọi người ngươi một lời ta một câu không ít người nhìn có chút hả hê dù sao lăng hàn quật khởi quá nhanh quá đột ngột để cho rất nhiều người đỏ mắt lăng hàn một chút cũng không thèm để ý nếu trác binh trở về làm khó dễ hắn hắn sẽ mang hắc lư ra đại hắc cầu cùng nó thân nhau mời nó đi ra dọa người tuyệt đối không thành vấn đề đúng lúc này chỉ nghe hoàn bội đinh đương một làn gió thơm lan tới một thiếu nữ từ trong viện đi ra mặc cung trang màu xanh lá tóc đen như thác nước da trắng như tuyết xinh đẹp xuất trần không linh mười phần thiếu nữ này vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ai cũng trở nên lửa nóng nàng chính là nhân vật chính của yến hội hôm nay hòn ngọc quý trên tay vương gia vương giai nguyệt giai nguyệt tiên tử, không ít người đều kêu lên, lộ ra rất cuồng nhiệt. Dù lấy ánh mắt bắt bẻ của Lăng Hàn cũng không thể không gật đầu, xưng nàng một tiếng mỹ nữ, có thể thấy được cô gái này xác thực xinh đẹp kinh người, chẳng trách được xưng là Vương Gia Minh Châu, dẫn tới vô số người ái mộ. Vương Giai Nguyệt nhìn mọi người khẽ chào, trên mặt xinh đẹp mang nụ cười ngọt ngào, lại ai cũng không có để ý, lộ ra cực kỳ cao ngạo. Ánh mắt của nàng rất nhanh liền quét đến trên người chắc khải, không khỏi nhíu mày nói. Đây là có chuyện gì? Ở trên yến hội của nàng, rõ ràng xảy ra sự tình đả thương người, đây là không cho vương ra mặt mũi, cũng không cho vương giai nguyệt nàng mặt mũi. Tự nhiên có người cướp vuốt mông ngựa, nói chuyện vừa rồi một lần. Vương giai nguyệt lập tức lộ ra vẻ bất mãn, nhìn lăng hàn nói. Lăng công tử, người cùng chắc công tử có ân oán gì có thể giải quyết ở bên ngoài, nơi này chính là vương gia. Lăng hàn cười cười, được rồi, lần sau ta sẽ chú ý. Trong mắt hắn, vương giai nguyệt chỉ là một tiểu nha đầu được nuông chiều, chẳng muốn chấp nhận. Theo Lăng Hàn, hắn là không muốn chấp nhận với một nữ nhân, mà theo Vương Giai Nguyệt, thái độ của Lăng Hàn lại quá mức cuồng ngạo rồi. Nàng là ai? Vương gia dòng chính, tiểu công chúa, cũng là hậu đại được Vương gia lão tổ thương yêu nhất. Mà Vương gia lão tổ là ai? Tam bộ thiên tôn, nàng một lời ra, hẳn là như pháp như luật, tiểu tử này không sợ tới té cứ té đái, quỳ dạp xuống trước mặt nàng bồi tội đã là đại bất kính, rõ ràng thái độ còn không đếm xỉa tới như thế. Đáng giận, quá ghê tởm. Lăng Hàn, người thật quá mức, không biết vị này chính là vương gia đại tiểu thư sao. Có người nhảy ra đấu tranh anh dũng cho vương giai nguyệt. Vương giai nguyệt chẳng những đẹp như thiên tiên, thiên phú võ đạo kinh người, càng có một lão tổ tông tam bộ thiên tôn, ba yếu tố này tập trung ở trên người một nữ nhân, có thể không để cho vô số nam nhân biến thành hoa si sao. Đúng đấy, đây chính là địa bàn của vương gia, có người cũng đi theo kêu gào, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều trách cứ lăng hàn, đây là một cơ hội biểu hiện, có thể leo lên vương gia, sẽ có đại tạo hóa. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ngồi bàng quang, bởi vì người tai mắt linh thông, do thăm được lăng hàn chính là Chu Hằng cố ý lưu lại một tấm vị diện truyền tống phù, mới có thể từ tiên vực đến nơi này. chương 2986, Tùy Hứng Tiểu Công Chúa Có lẽ Chu Hằng thuần túy chỉ là ái tài, nhưng nếu có ý thu lăng hàn làm đồ đệ thì sao? Phải biết rằng, Chu Hằng là Lục Bộ Thiên Tôn, mà sư phụ của hắn càng là tồn tại mạnh nhất trên trời dưới đất. Thất Bộ Thiên Tôn, Lâm Lạc, sự so sánh này, Vương gia lại tính toán cái gì? Dù sao không liên quan đến mình, cần gì phải mò mẫm tham gia náo nhiệt, vạn nhất cả hai đầu đều không nịnh nọt được thì sao? Lăng Hàn nhướng mày, hắn không chấp nhặt với người không có nghĩa là hắn liền dễ khi dễ. Ánh mắt của hắn đảo qua, thản nhiên nói, ta nhớ không lầm, nơi này là Thiên Hạ đệ nhất phó viện tại sao lại thành địa bàn của vương gia? Ngươi là ai, lại dám mở miệng lấy địa bàn võ viện sắp xếp cho vương gia? Bị hắn chất vấn như vậy, người mở miệng kia lập tức không phản bác được. Ở đây xác thực không phải vương gia, mà là vương gia ở chỗ này cử hành yến hội, ở trên ý nào đó chính là địa bàn của vương gia có phải hay không? Tóm lại, người phải bồi tội với vương tiên tử, người nọ liền gắt gao bắt lấy điểm ấy. Lăng Hàn không có ý tứ nói nhảm, trực tiếp ra tay. Tuy người nọ cũng là tiên vương tầng 6, nhưng dù là đế giả thì như thế nào chống đỡ được một chiêu nửa thức của lăng hàn sao ba hắn bị lăng hàn tắt bay máu tươi văng khắp nơi giống như trác khải cũng là nửa bên mặt bị rút đi vô cùng thê thảm tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy lăng hàn thật sự là quá hung tàn tuyệt không bán vương ra mặt mũi vương Gia nguyệt càng tức giận đến toàn thân rung động tú quyền nắm thật chặt hai mắt muốn phun ra lửa lăng hàn thì ung dung nói ta đề nghị ngươi nói chuyện cẩn thận một chút lại càng không nên động thủ, tuy ta không thích đánh nữ nhân, nhưng gặp được đàn bà tranh chua, cũng sẽ không nhân từ nương tay. Vương Giai Nguyệt hé mở lấy miệng nhỏ nhắn, thiếu chút nữa tức hôn mê bất tỉnh. Đàn bà tranh chua, nàng đường đường vương gia thiên kim, hậu đại được tam bộ thiên tôn sủng ái nhất, rõ ràng bị người nói thành đàn bà tranh chua. Mà nàng thật đúng là bị lang hàn dọa sợ, nàng không ngốc, người ta tiên vương tầng 6 cũng bị một tát giúp trở mình, nàng vừa mới đột phá tiên vương lại tính toán cái gì đừng nhìn lăng hàn phong khinh vân đạm nhưng sát khí trong ánh mắt lại chứng minh hắn nói không phải đang nói đùa nàng thân cành vàng lá ngọc cần cùng một nam nhân thô lỗ quyền cước đối mặt sao vương giai nguyệt vội vàng lui ra phía sau nàng đánh không lại lăng hàn không sao chẳng lẽ ở đây nhiều người như vậy ai cũng không làm gì được lăng hàn sao dù sao chỉ là một tiên vương tầng bảy mà thôi ai thay ta trấn áp ác nhân này nàng lớn tiếng nói một lời rơi xuống toàn trường im ắng ngay cả mấy người vừa rồi thay nàng phất cờ hò reo cũng làm như không có nghe được. Cái này, vương giai nguyệt kinh ngạc đến ngây người, ở nàng nghĩ đến, mình một câu rơi xuống, khẳng định có vô số người sẽ lập tức lao tới, thay nàng xuất lực. Hiện tại như vậy là nàng làm sao cũng không ngờ, tại sao có thể như vậy, giống như những người này đều rất sợ lăng hàn. Người này rốt cuộc là ai, tiên vương tầng 7 lại có mạnh như vậy sao? Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Một thanh âm nhu hòa truyền đến, chỉ thấy một thanh y nam tử đi nhanh đến, trên người có tám đạo dị sắc quấn quanh, khi khái hào hùng, thân hình khẽ động, như rồng cuốn hổ trồm. Hải ca, vương giai nguyệt xem xét, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, giống như gặp người tâm phúc, vội vàng chỉ lăng hàn. Người này ở trên yến hội của vương gia ra tay đả thương người, còn muốn đánh ta. Nàng cực kỳ ủy khuất, từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người đối đãi qua như thế. Mã Ngọc Hải, có người lập tức thấp giọng nói, vị này cũng là nhân vật A. À hắn là người nổi bật trong đệ tử giới trước hình như là đế tinh không chỉ như vậy phụ thân của hắn là mã phong phốc ong vò vẽ hắc hắc không giữ miệng như ngươi thực có khả năng bị làm thì cũng chết vô ích mã phong đại nhân là một vị chuẩn thiên tôn hí mọi người nhỏ giọng nghị luận cũng hiểu thân phận của thanh y nam tử này nhìn thái độ của vương giai nguyệt hai người tựa hồ là tình lữ chẳng trách vương gia tiểu thư đối với ai cũng không để vào mắt hóa ra sớm đã có ý trung nhân chật chật, Mã Ngọc Hải A, khó trách, khó trách. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là Vương Giai Nguyệt, chẳng những đẹp như thiên tiên, còn là hậu đại được tam bộ thiên tôn sủng ái nhất, cưới nàng, định có thể được một vị tam bộ thiên tôn toàn lực bồi dưỡng. Mã Ngọc Hải đi nhanh tới, hắn trước đứng ở bên người Vương Giai Nguyệt, ánh mắt ôn nhu, sủng nịch nói. Nguyệt Nguyệt không phải sợ, có Hải ca ở chỗ này, tuyệt sẽ không cho người chịu một chút hủy khuất. Ân, Vương Giai Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mã ngọc hải tràn đầy sùng bái nàng trước đây thật lâu liền nhận thức mã ngọc hải mà vô luận cầm người ưu tú cỡ nào trong gia tộc gia so sánh cũng bị mã ngọc hải làm ảm đạm thất sắc bởi vậy ở trong mắt của nàng mã ngọc hải là bách chiến bách thắng vô luận sự tình gì chỉ cần mã ngọc hải nói hắn có thể giải quyết vậy thì nhất định có thể giải quyết mã ngọc hải thu hồi ánh mắt sau đó nhìn về phía lăng hàn thản nhiên nói quy xuống bồi tội ta có thể cân nhắc chỉ phế ngươi một tay từ lúc mấy trăm vạn năm trước, hắn bắt đầu truy cầu vương giai nguyệt rồi, nhẹ nhàng phong độ, thiên phú võ đạo chắc tuyệt, để cho thiếu nữ ra đời không lâu kia lập tức sinh ra hảo cảm với hắn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn ôm vào đùi vương gia, đương nhiên, vương giai nguyệt đẹp như thiên tiên, thiên phú võ đạo phi phàm, hắn cũng cực kỳ ưa thích. Lăng Hàn cười ha ha, lắc đầu, chỉ bằng những lời này của ngươi, ta sẽ cắt đứt tứ chi của ngươi a. À. Những người này hai lần ba lượt khiêu khích hắn, đã để cho hắn không thể nhịn được nữa ha ha dám ở trước mặt mã ngọc hải ta hung hăng càn quấy như thế ngươi là người đầu tiên mã ngọc hải cười lạnh hắn tự tay chộp về phía lăng hàn chỉ là ngươi nào có tư cách như vậy nằm xuống cho ta tiên vương giao thủ khẳng định tính phá hư vô cùng lớn là không thể nào ở trong phòng triển khai mà mã ngọc hải tự nghĩ thực lực nghiền áp lăng hàn chỉ cần vừa ra tay có thể cầm xuống lăng hàn vậy cho dù khai chiến ở trong phòng thì như thế nào chương 2987, cho vương ra một cái mặt mũi. Tay phải của Lăng Hàn ngưng thành trưởng vận chuyển cửu hóa thiên kinh, lập tức để cho chiến lực của hắn tăng lên vô số lần. Thiên tôn bảo thuật nguyên vẹn không có cách nào chung một chỗ vận chuyển, bởi vì uy lực quá lớn, không đả thương người trước chân bạo mình, bất quá đối phó mã Ngọc Hải, cửu hóa thiên kinh là đủ. Con sâu cái kiến, cũng dám địch nổi ta, mã Ngọc Hải không khỏi cười lạnh, chỉ là tiên vương tầng bảy rõ ràng cũng dám đối chiến hắn, thật sự không biết cái gọi là hắn là siêu cấp đế tinh tầng 8 đỉnh phong A. Bành, hai người đụng một kích, lập tức, chấn động đáng sợ lan ra, chỉ trong nháy mắt mà thôi, cái động phủ này liền bị đẩy bình, mà mã Ngọc Hải thì sắc mặt đột biến, ba, tay phải chấn nát bấy, sau đó một đường hướng lên, ba ba ba, xương cốt một tiết đón lấy một tiết nghiền nát, mãi đến bả vai mới ngừng lại. Mã Ngọc Hải vừa giận vừa sợ, Lăng Hàn rõ ràng chỉ là tầng 7, vì cái gì lực lượng mạnh như thế, mình rõ ràng không phải đối thủ. Đây là đương nhiên, chiến lực của Lăng Hàn đã bước qua tầng 9, sẽ không thua kém hắn bao nhiêu, lại lấy cửu hóa thiên kinh tăng chiến lực lên vô số lần, bất luận tiên vương tầng 9 nào cũng phải nhượng bộ lui binh, há có thể ngạnh kháng. Hắn lại hoàn toàn xem thường Lăng Hàn, thuộc về loại tự mình chuốc lấy cực khổ, như thế nào sẽ không bị thương. Phốc, toàn thân Mã Ngọc Hải phún ra một tầng huyết phụ, cả người ầm ầm ngã xuống. Không chết, bị chấn ngất đi mà thôi. Trong phế tích, có vô số quang đoàn dương động, cái kia tự nhiên là mọi người mở ra nguyên lực hộ thuẫn, lấy quy tắc thủ hộ bản thân, canh mấu chốt chính là, vừa rồi nhảy ra mấy vị tiên vương tầng 9, liên thủ ổn định cục diện, nếu không đại bộ phận người nơi này đều tàn tật. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Mã Ngọc Hải A, siêu cấp đế tinh tầng 8 đỉnh phong, rõ ràng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Không thể tưởng được, quá không thể tưởng được rồi. Vương Giai Nguyệt cũng hé mở lấy cái miệng nhỏ nhắn, tâm linh bị chấn động đến rối tinh rối mù. Ở trong mắt của nàng, mã ngọc hải chính là vương giả vô địch chỉ có hắn lấy yếu thắng mạnh cùng giai càng không có đối thủ làm sao nghĩ đến hắn lại có thể thua một tiên vương tầng 7. hình tượng vô địch của mã ngọc hải lập tức sụp đổ lăng hàn đi nhanh đi tới bên cạnh mã ngọc hải một chân cao cao nâng lên sau đó bỗng nhiên dẫm xuống a à, dưới đau nhức kịch liệt mã ngọc hải đau tỉnh hắn phát hiện tay kia của mình cũng bị dẫm đoạn thậm chí không có một tia da thịt tương liên như bị chém rụng lăng hàn không sai biệt lắm cũng nên có chừng có mực rồi. Một tiên vương tầng 9 nói, trên mặt hắn hiện đầy nghiêm xương. Đây là một vị đại nhân vật của vương gia, tên vương dương danh, chính là một vị đế giả, tầng 9 là cực hạn của hắn, vô vọng trùng kích thiên tôn. Mà tiên vương tầng 9 còn chưa đủ như bước sao, dưới thiên tôn vô địch. Hắn không quen nhìn lăng hàn hung hăng càn quấy, phải biết rằng ngươi vừa mới phá hủy yến hội của vương gia, hiện tại ở ngay trước mặt hắn hành hung, thực cho rằng hắn là người chết sao. Lăng Hàn lại giơ chân cho lên, nhắm ngay chân trái của Mã Ngọc Hải, lúc này mới không đếm xỉa tới nhìn về phía Vương Dương Danh. Ngươi nói cái gì nhỉ? Không nên, ba, Vương Dương Danh vừa mới mở miệng, chân của Lăng Hàn đã rơi xuống, xinh xinh đạp nát chân trái của Mã Ngọc Hải. Cái này thật sự là trần trụi khiêu khích, để cho sắc mặt của Vương Dương Danh vô cùng khó coi, tóc không gió mà bay, hai mắt phun ra hàn mang. Hắn muốn động thủ, chân áp cuồng đồ lớn mật này. Ha ha, Lăng tiểu hữu quả nhiên can đảm kinh người. Lại một tiên vương tầng 9 cười ha hả, lão phu không có nhìn lầm người. Hắn nhìn về phía trên rõ ràng chỉ khoảng 40 tuổi, lại tự xưng lão phu. Gia chủ, vương dương danh kinh hãi, nhìn về phía người kia, đây chính là vương gia gia chủ vương thiên dương, tồn tại có hy vọng trùng kích thiên tôn. Đại nhân vật như vậy, lại có thể thay Lăng Hàn nói chuyện. Lăng Hàn cười cười, là ngươi mời ta sao? Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở trước mặt Tiên Vương tầng 9 cũng có thể bình khởi bình tọa, không cần cố kỵ cái gì, khách khí cái gì. Đúng vậy, lão phu Vương Thiên Dương, Vương gia gia chủ cười nói, Lăng tiểu hữu, có thể mượn một bước nói chuyện không? Lăng Hàn nhìn Vương Thiên Dương một hồi, tuy người này đồng dạng là Tiên Vương tầng 9, nhưng cho hắn cảm giác lại mạnh mẽ hơn Vương Dương danh gấp 10 lần. Hắn nghĩ nghĩ nói, tốt, nể tình Vương gia gia chủ, ta lưu người này một chân. Lúc trước Mã Ngọc Hải nói muốn phế tay của hắn, lăng hàn liền quyết định phế tứ chi của đối phương bất quá vương thiên dương chiến lược kinh người lại khách khí với hắn để cho lăng hàn quyết định bán đối phương một cái mặt mũi vương dương danh sắp tức điên rồi người một tiên vương tầng bảy nho nhỏ cũng bán mặt mũi cho vương ra vương thiên dương lại cười to nhìn lăng hàn vẫy tay lăng tiểu hữu tới lăng hàn đi tới vương thiên dương dẫn đường hai người tới đỉnh núi hiển nhiên không muốn người khác nghe được bọn hắn đối thoại vương giai nguyệt nghĩ nghĩ cũng đi theo lên núi Tất cả mọi người nghe răng, thầm nghĩ Lăng Hàn thật đúng là mãnh liệt, ở trên yến hội của vương gia ba lượt ra tay, vô cùng hung tàn, thậm chí đánh nổ động phủ của hậu nhân vương gia, mà vương gia gia chủ lại không chút trách cứ, ngược lại khách khí. Hắc hắc, nếu như các người ai có thể đánh bại thiên sinh, khẳng định cũng có thể đạt được đãi ngộ đồng giảng. Có người ung dung nói, lời này vừa ra, những người khác toàn bộ câm miệng. Đả bại thiên sinh, nói đùa gì vậy, ngay cả đại bộ phận tiên vương tầng 9 cũng không thể làm được, chỉ có đám người am mục, đỗ thập nhất ra tay mới được. Mà Lăng Hàn lấy tu vi tầng 7 liền làm được, chỉ nhìn điểm ấy, được vương ra nâng thành khách quý lại có cái gì. Trên ngọn núi, Lăng Hàn cùng vương thiên dương ngồi đối diện. Tiểu hữu ở trên đan đạo cũng có nghiên cứu. Vương thiên dương có chút tò mò hỏi, hắn sống đã 7 kỳ nguyên, nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng, vì trùng kích thiên tôn vị, hắn cơ hồ một mực bế quan. Mà Lăng Hàn rõ ràng võ đạo thành tựu kinh người, lại còn có thời gian dùng trên đan đạo Lăng Hàn cười nói, không chỉ nghiên cứu, đan dược gì ta cũng có thể luyện. Khẩu khí thật lớn, Vương Thiên Dương sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Lăng Tiểu Hữu thật sự là không khiêm tốn, ăn ngay nói thật mà thôi. Lăng Hàn nói ra, chương 2988, thái độ cải biến. Vương Thiên Dương gật đầu, mời Tiểu Hữu tới, chính là muốn cùng Tiểu Hữu chung một chỗ làm sinh ý đan dược. Tin tưởng Tiểu Hữu tất nhiên tinh lực có hạn, không thể lãng phí ở trên việc vặt nhàm chán, cho nên thu thập tài liệu, buôn bán đan dược này vương gia ta có thể bao hết, việc tiểu hữu cần phải làm chỉ là luyện đan. A, à, tỷ lệ chia thì như thế nào? Lăng Hàn cũng không phản đối, hắn xác thực không muốn ở trên việc vặt lãng phí thời gian. Một nửa một nửa, Vương Thiên Dương nói, Lăng Hàn chỉ cần luyện đan, nhưng có thể lấy đi một nửa lợi nhuận, cái này nghe tựa hồ rất có lợi với Lăng Hàn, nhưng trên thực tế không phải, Ngũ tinh đan sư quá hiếm có, không ai không siêu nhiên, căn bản mời bất động lăng hàn suy nghĩ một chút nói ta muốn tiên kim tiên kim vương thiên dương kinh ngạc lấy năng lực cùng thực lực của lăng hàn chẳng lẽ còn không có một kiện tiên khí sao không đúng nếu như lăng hàn chỉ thiếu một kiện tiên khí cũng sẽ không nói như vậy ngươi lợi nhuận đều muốn lấy tiên kim tính tiền lăng hàn gật đầu nhoẻn miệng cười không sai vương gia thế lớn lão tổ tông thậm chí là tam bộ thiên tôn bởi vậy vương gia muốn thu được tiên kim độ khó khẳng định hơn xa hắn nếu không như thế Lăng Hàn cần gì phải cùng Vương ra hợp tác, mình luyện đan, lợi nhuận toàn bộ là của mình. Vương Thiên Dương suy nghĩ một chút nói, tốt, nhưng hắn lập tức nói, tiên kim quá mức chân quý, tiểu hữu cũng phải cần luyện chế rất nhiều đan dược mới có khả năng đổi đến một khối. Ta biết rõ, Lăng Hàn gật đầu, ngày mai đưa tài liệu tới, Vương Thiên Dương cười to, phong cách sấm rền gió cuốn của Lăng Hàn rất hợp khẩu vị của hắn, trong lòng hắn khẽ động, đã có một ý nghĩ, nhưng do dự một chút, liền thầm nói đợi kẻ này luyện ra mấy lô đan dược nhìn xem xác suất thành đan cùng phẩm chất rồi nói sau cáo từ lăng hàn chắp tay nếu chính sự đã định hắn cũng không có tất yếu ở lại rồi tiểu hữu không uống vài chén sao vương thiên dương giữ lại lăng hàn không nói lời nào chỉ nhìn nhìn dưới núi lúc này vương thiên dương mới nghĩ đến động phủ phía dưới đã bị dư ba chiến đấu của lăng hàn cùng mã ngọc hải phá hủy đành phải cười khổ một tiếng nhìn về phía lăng hàn nói tiểu hữu xin cứ tự nhiên lại lăng hàn phiêu nhiên đi xa, lúc này vương giai nguyệt mới đi ra. Ra ra, vì cái gì người khách khí với cuồng đồ kia như thế? Nàng làm nũng nói, vương thiên dương lộ ra dáng tươi cười hiền hòa, hắn từ trước đến nay rất ưa thích cháu gái này. Người ta có bản lĩnh thật sự, đương nhiên có thể ngung cuồng. Vương giai nguyệt cong miệng, bất quá có thể đánh nhau một chút mà thôi. Ha ha ha, vương thiên dương cười to, hắn vuốt đầu cháu gái, đột nhiên nói. Nguyệt nguyệt, người cũng không nhỏ, hiện tại càng đột phá tiên vương, cũng nên cân nhắc đại sự cả đời đi à nha. Vương Giai Nguyệt lập tức thẹn thùng, dậm chân nói, người ta mới không cần lập gia đình, muốn ở cùng Gia Gia. Nhà đầu ngốc, ai trưởng thành không lấy chồng chứ? Lang Hàn quay lại động phủ của mình, nói chuyện đã xảy ra với chúng nữ một lần, cũng làm cho chúng nữ lắc đầu liên tục. Phu quân này thật đúng là để cho người không bất lo, chạy đến chỗ nào chỗ đó gà bay chó nhảy. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, quả nhiên, vương gia liền phái một nhân vật cấp quan trọng tới, hộ tống tài liệu luyện đan. Là vương dương danh, những tài liệu này quá chân quý, vạn nhất trên đường đi bị người đánh cướp thì làm sao bây giờ? Tiên vương tầng 9 hộ tống, dù gặp được người đánh không lại, cũng có thể thoát thân, nhẹ nhõm vui sướng. Vương dương danh hiển nhiên không có cảm tình gì với lăng hàn, sau khi tới đây, ném cho lăng hàn một kiện không gian thần khí, liền vội vã rời đi, tựa hồ nhìn nhiều lăng hàn một mắt cũng khó chịu. Lăng hàn tự nhiên sẽ không để ý, vương dương danh không chào đón hắn, hắn cũng không có cảm tình gì với Vương Dương Danh. Vì tiên kim, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, hắn trước nhìn tài liệu Vương ra đưa tới một chút, không khỏi bay lên cảm khái, quả nhiên là hào phú, tài đại khí thô. Những tài liệu này đầy đủ luyện chế bảy lô tiên Vương Đan, mà theo Vương Dương Danh mà nói, đây chỉ là một bộ phận không có ý nghĩa. Thế lực lấy kỷ nguyên tính toán, tài lực quá phi phàm rồi. Lăng Hàn vận chuyển thể chất, thời gian gia tốc, vẻn vẹn mấy canh giờ mà thôi, hắn liền luyện chế ra lô đan dược thứ nhất. Hoàn Mỹ vô khuyết, Lăng Hàn cười nói, theo tu vi của hắn tăng lên, luyện chế tiên vương đại đan cũng dễ dàng, chẳng những có thể cam đoan sát suất thành đan, phẩm chất thành đan không phải thượng phẩm chính là cực phẩm. Hắn lại tiếp tục, một ngày luyện thành toàn bộ bảy lô đan dược. Sau đó, hắn liền thông chi vương dương danh tới lấy đan dược. Cũng không lâu lắm, vương dương danh đã tới, bất quá sắc mặt của hắn đen một chút. Tìm bồn tọa làm gì, hắn không kiên nhẫn nói, đan dược luyện chế xong rồi, cầm đi đi lăng hàn ném ra kiện không gian thần khí kia vương dương danh cười nhạo nói đùa gì vậy mới qua một ngày ngươi luyện chế đan dược tốt rồi ngươi cho rằng ta chỉ biết uống thuốc tuyệt không biết đan đạo sao tiểu tử làm người phải biết ồ hắn vừa định giáo huấn lăng hàn đạo lý làm người một chút nhưng sau khi thần thức tiến vào không gian thần khí hắn lại kinh hô bởi vì trong này xác thực để bảy bình đan dược không phải giả a à, hắn vội vàng lấy ra một lọ vẹt nắp bình ra trên mặt lập tức động dung là thật, hắn lại đổi một lọ, vẫn là thực, bảy bình đều vậy. Như bức A, một ngày liền luyện ra bảy lô tiên vương đại đan. Như bức, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, bảy lô đan dược đây chẳng qua là luận giá trị, mà luyện đan bạo lô không phải chuyện rất bình thường sao. Nhất là tiên vương đại đan, luyện chế tự nhiên càng thêm khó khăn, bạo lô chính là chuyện bình thường. Muốn nói luyện liền bảy lô, lô lô đều là vận khí bạo lều không có nổ lò, có sự tình trùng hợp như vậy sao? vương dương danh hít vào một hơi thật sâu sau đó gật gật đầu lăng tiểu hữu lúc trước là bổn tọa xem thường ngươi rồi hắn nhìn về phía lăng hàn có chút khom người thì lễ một cái lăng hàn không khỏi đối với người này thay đổi cái nhìn không hổ là đệ tử thế gia tuy khó tránh khỏi sẽ có kiêu căng chi khí nhưng mà cầm được thì buông được khí độ cũng bất phàm hắn gật gật đầu dễ nói bổn tọa phải lập tức đi gặp gia chủ ha ha hy vọng về sau sẽ có liên hệ càng sâu Vương Dương Danh cười nói, chương 2989, quan hệ thông giác một. Lăng Hàn nghe rằng, lão nhân này trở mặt cũng quá nhanh đi, để cho hắn thoáng cái có chút không thể thích ứng, cảm thấy hắn có dụng ý khác. Vương Dương Danh rất nhanh liền trở về, lần này hắn mang tài liệu nhiều hơn, có thể luyện chế 20 lô tiên vương đại đan. Lăng Hàn tiếp tục luyện đan, chỉ 3 ngày sau, hắn lại thông chi Vương Dương Danh tới. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng Vương Dương Danh y nguyên bị giật mình. 20 lô, một viên không ít, đạt đến cực đại nhất trên lý luận. Hắn xem thế là đủ rồi, cầm đan dược lần nữa rời đi. Một ngày sau, Vương Thiên Dương tự mình tới, còn có Vương Giai Nguyệt, nàng đã xông qua cửu tuyệt trận, trở thành đệ tử chính thức của Võ Việt. Tiểu Hiếu, tuy Lão Phu đã rất đánh giá cao, không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi rồi. Vương Thiên Dương vô cùng cảm thán, hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước cùng Lăng Hàn đối thoại, đối phương bay bổng nói đan dược gì cũng biết luyện chế, hắn còn không cho là đúng, cho rằng Lăng Hàn còn trẻ đắc chí khó tránh khỏi khuyết đại, không nghĩ tới Lăng Hàn há chỉ là ăn ngay nói thật, căn bản còn cực kỳ khiêm tốn. Vương Giai Nguyệt thì đôi mắt đẹp phát quang, kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, mấy ngày nay nàng cũng hiểu rõ rất nhiều sự tích của Lăng Hàn, rốt cuộc biết người này lợi hại đến cỡ nào. So sánh với nhau, Mã Ngọc Hải quả thực chính là cặn bã. Tiểu Hữu nơi này có ba khối tiên kim, Vương Thiên Dương đưa ra một hiện không gian thần khí, Lăng Hàn tự nhiên sẽ không khách khí, thò tay nhận lấy, thần thức quét qua, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Không hổ là vương gia, thật sự là tài đại khí thô, ngay cả tiên kim cũng một lần có thể lấy ra ba khối. Quá nhiều nha, lăng hàn cao hứng quy cao hứng, nhưng vẫn nói, tuy hắn luyện chế ra gần 30 lô đan dược, nhưng dưới tình huống nửa phần lợi nhuận, một khối tiên kim đủ để trả thù lao của hắn rồi. Vương Thiên Dương cười ha ha, hai khối còn lại, là dự chi, có chuyện tốt như vậy, lăng hàn cười cười. Vương gia chủ còn có chuyện khác sao? Vương Thiên Dương vui vẻ, tiểu tử này thật đúng là nghe thấy cung âm biết nhã ý. Nguyệt Nguyệt nhà của ta cũng trưởng thành rồi, muốn tìm Dễ Hiền. Hắn một câu còn chưa nói hết, Lăng Hàn liền tiếp lời nói. Ta có một huynh đệ, thiên phú võ đạo kinh người, trước mắt ngược lại chưa hôn phối. Vương Thiên Dương lập tức đen mặt, mới vừa rồi vẫn còn khoa trương Lăng Hàn thông minh, như thế nào thoáng cái chỉ số thông minh liền không đủ dùng như vậy. Vương Thiên Dương tự nhiên biết rõ, đây không phải Lăng Hàn đột nhiên choáng váng mà là người ta từ chối nhã nhặn chỉ là vương thiên dương cực kỳ khó hiểu cháu gái mình đẹp như tiên nữ lăng hàn lại không phải là không có bái kiến tại sao cân nhắc cũng không cân nhắc liền cử tuyệt vương giai nguyệt thì lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu mặc dù mọi người đều không có đem lời nói rõ nhưng ai có thể nghe không ra ý tứ chứ lăng hàn rõ ràng cự tuyệt nàng cái gia hỏa tự cho là đúng này dựa vào cái gì không coi ai ra gì như thế phi tốc độ tu luyện nhanh một chút lại biết luyện đan dược có thể bỏ qua mình sao? Hỗn đàn trời đánh này, Vương Thiên Dương tự nhiên sẽ không để ý cháu gái đã sắp tức điên, hắn cũng là lão hồ ly, nếu Lăng Hàn nói như vậy, hắn sẽ không lại tự đòi mất mặt, nhân tiện nói. Vậy lão phu liền đi thay tiểu hữu tìm kiếm càng nhiều tiên kim nữa. Phiền toái, Lăng Hàn cười nói, Vương Thiên Dương mang theo cháu gái rời đi, tuy Lăng Hàn chứng kiến Vương Gia Nguyệt sắp tức điên, lại chỉ làm như không thấy, đạt tới độ cao như hắn còn cần để ý một tiên vương tầng một nho nhỏ sao? dù tiên vương này có được bối cảnh thật lớn, hắn tiếp tục luyện đan, hiện tại hắn bức thiết muốn hoàn thành nhất có hai sự tình, một là tăng bất diệt tiên vương thể lên tới tầng thứ 9, hai là đẩy mạnh tiên ma kiếm đến thiên tôn bảo khí. Muốn hoàn thành hai điểm này, hắn cần nắm giữ tài phú cực lớn, cho nên, hắn cũng chỉ có vất vả luyện đan rồi. Mà sự tình vương ra cố ý đưa hòn ngọc quý trên tay cho lăng hàn cũng nhanh chóng lan truyền, cái này để cho tất cả mọi người ao ước. Điều kiện của vương giai nguyệt quá ưu tú, ai không muốn hái đoá kiều hoa này. Mà Mã Ngọc Hải sau khi nghe nói tin tức này, liền tức giận đến đập nát động phủ của mình. Hắn quá phẫn nộ rồi, mấy trăm vạn năm qua một mực cùng Vương Gia Nguyệt bồi dưỡng cảm tình, mắt thấy sắp gặt hái được, kết quả lại bị người chặn ngang một cước, chẳng những để cho hắn bị nhục nhã, còn cướp đi nàng dâu tương lai của hắn. Cơn tức này, hắn nhẫn không được, mà hắn không phải là đối thủ của Lăng Hàn, tuy lúc ấy xác thực là hắn chủ quan, nhưng trong đầu hắn lần nữa diễn dịch một lần dù tính toán toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng chống đỡ được thế công như vậy. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn, mặc kệ phát triển sao? Tìm người hỗ trợ, hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng làm ra quyết định, tuy lấy thực lực của hắn còn phải mời người hỗ trợ đối phó một tiên vương tầng 7 rất mất mặt, nhưng tổng so với mấy trăm vạn năm cố gắng hết thảy trôi theo dòng nước thì tốt hơn. Hơn nữa, hắn cũng xác thực rất ưa thích vương giai nguyệt, cũng không phải hoàn toàn bởi vì đối phương có thể giúp mình. Hắn ra động phủ, một đường treo đèo lội suối đi tới một đỉnh núi lúc đang muốn lên núi chỉ thấy có một lão nhân đột một xuất hiện dáng người còng xuống liên tục ho khan nói nguyên lai là hải thiếu không biết tới đây là có chuyện gì tuy lão nhân này khí huyết suy bại nhìn về phía trên tùy thời có khả năng hai chân đạp một cái chết mất nhưng mã ngọc hải lại không dám xem thường đối phương chút nào vị này năm đó là một vị mãnh nhân không biết giết qua bao nhiêu tồn tại cường đại chỉ là về sau huyên náo quá lớn, đành phải trốn vào thiên hạ đệ nhất phó viện tránh gió. Hơn nữa người sau lưng vị lão giả này càng thêm đáng sợ. bái kiến tần xương đại nhân, mã ngọc hải cung kính hành lễ, sau đó mới nói ta có việc cầu kiến hà thiếu, thiếu chủ đang bế quan, lão nhân tần xương nói, mã ngọc hải nghĩ nghĩ nói vậy kính xin tần xương đại nhân giúp ta, hắn lấy ra một lọ đan dược nói. Đây là gia phụ rút ra tinh huyết bản thân luyện chế thiên tôn đan, tin tưởng đối với Tần Sương đại nhân sẽ có một chút ít trợ giúp. Tần Sương không khỏi giật mình, lộ ra vẻ kích động. Trường 2990, quan hệ thông gia 2. Hắn chính là tiên vương tầng 9, đương nhiên sớm thì đến được đỉnh phong, nhưng khổ nổi không có cách nào đột phá thiên tôn vị. Mặc dù lão tử của Mã Ngọc Hải chỉ là chuẩn thiên tôn, luyện chế ra thiên tôn đan tên không hợp thực, nhưng y nguyên đối với hắn có giúp ích rất lớn, có khả năng để cho hắn dòm đến một viên thiên tôn huyền bí luyện chế thiên tôn đan cần rút ra máu huyết bản thân bất kể là đối với thiên tôn hay chuẩn thiên tôn mà nói đều là tiêu hao vô cùng lớn không biết bao nhiêu năm mới có khả năng luyện ra một viên nếu không phải cha ruột của mã ngọc hải là chuẩn thiên tôn chỉ sợ ai cũng không bỏ được lấy máu tươi của mình luyện thành đan tần xương không có cách nào cự tuyệt đã tới độ cao như hắn duy nhất có thể được hắn để vào mắt chỉ có trùng kích thiên tôn rồi ngươi muốn lão hủ làm chuyện gì Tần Sương nói, giết một người, Mã Ngọc Hải nói, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Ai, Tần Sương lại một chút cũng không thèm để ý, năm đó hắn giết qua người vô số kể, thiên kiêu cũng không ít, tự nhiên sẽ không động dung. Lăng Hàn, nói tư liệu cụ thể của hắn xem, tốt, Lăng Hàn chuyên tâm luyện đan, hắn một ngày có thể luyện mấy lô, tin tưởng lấy của cải của vương gia cũng rất nhanh bị hắn luyện sạch. Đương nhiên, vương gia đối với cái này khẳng định chỉ biết cao hứng, tài nguyên chỉ có chuyển đổi thành đan dược có thể sử dụng mới có khả năng thể hiện ra giá trị bất quá thời gian bình tĩnh không có kéo bao lâu dị đột nhiên đến chuyện gì lăng hàn vẫn rút ra thời gian tiếp kiến mã ngọc hải công nhiên lên tiếng muốn ngươi cự tuyệt yêu cầu quan hệ thông gia với vương gia nếu không nhất định sẽ cho ngươi đẹp mắt dị nói lăng hàn kinh ngạc mã ngọc hải này thật đúng là ăn không đủ giáo huấn sao lúc trước bị hắn đánh thảm như vậy hiện tại rõ ràng lại bắt đầu thần khí hiện ra như thật lực lượng ở đâu ra không cần để ý tới hắn lắc đầu hắn vốn cự tuyệt đề nghị quan hệ thông gia của vương gia nếu vương gia truyền tin tức ra không phải muốn để cho người khác làm khó dễ hắn sao mà vì chứng minh điểm ấy nếu hắn đáp ứng hôn sự cùng vương gia đây không phải càng thêm khôi hài thấy lăng hàn không trả lời vài ngày sau mã ngọc hải lại phát ra lời mời lăng hàn để cho hắn đi động phủ của mình triệt để giải quyết việc này lăng hàn không khỏi cười nhạo thằng này cho rằng mình là ai, nói muốn hắn đi thì đi. Hắn lần nữa không để ý đến người này, hiện tại mỗi ngày đều phải luyện đan, rất bận rộn. Nhưng mà, chuyện xảy ra vài ngày kế tiếp lại làm cho Lăng Hàn phẫn nộ. Dị, nghiêm tiên lộ, phàm là người từ tiên vực tới đều bị người khiêu chiến, nhưng ai cũng thảm bại, bị đánh hoàn toàn thay đổi. Ở trong võ viện, chỉ cần cảnh giới tranh lệch không cao hơn 2 tầng, có thể không cần đối thủ đồng ý liền ra tay. Không cần phải nói, đây nhất định cùng mã ngọc hải có quan hệ nếu không cũng quá trùng hợp đi lúc này mã ngọc hải lần nữa phát ra lời mời lăng hàn để cho hắn ở ba ngày sau đi đại viêm sơn nếu như lăng hàn không đáp ứng khiêu chiến nhằm vào võ giả của tiên vực vị diện còn sẽ tiếp tục phu quân mã ngọc hải rõ ràng không phải đối thủ của ngươi lại ba phen mấy bận gây hấn ngươi trong đó tất nhiên có lừa dối chưa toàn nhi nói lăng hàn gật đầu hắn hẳn là ngay từ đầu liền ngờ tới ta sẽ không để ý tới hắn cho nên đi động phủ hắn phó ước chỉ là một ngụy trang, hết thảy là vì bố cục ở Đại Viêm Sơn. Trên đường, có thể sẽ có tuyệt cường người đánh lén, nhu yêu nữ nói, lang hàn thó tay gõ bàn nói, hiện tại võ viện chỉ có hai thiên tôn, đều không có quan hệ gì với Mã Ngọc Hải, như vậy tiên vương cấp, ai có thể giết được ta? Phu quân, người nghĩ như vậy sẽ tiến vào một cái lầm lẫn. Lý Tư Thiền nói, chúng ta cũng biết thực lực cụ thể của ngươi, làm sao Mã Ngọc Hải không biết. Thủy Nhạn Ngọc lập tức gật đầu, không sai, tuy Mã Ngọc Hải không phải đối thủ của phu quân, nhưng từ góc độ của hắn đẩy diễn thực lực của phu quân, khả năng cho rằng phu quân cũng chỉ tương đương với tầng 9 đỉnh phong. Nhu yêu nữ nói, nhưng gặp gỡ đế tinh tầng 9 đỉnh phong thậm chí siêu cấp đế tinh, như vậy phu quân liền không phải đối thủ rồi. Cho nên, Mã Ngọc Hải khẳng định mời động cường giả như vậy. Chúng nữ đã đạt thành nhận thức chung, lang hàn cười ha ha. Chiến lược thông thường của ta xác thực chỉ có tầng 9 hậu kỳ, bất quá, vô luận là cửu hóa thiên kinh hay ngũ hành lôi thuật, dù gặp gỡ đế tinh tầng 9 đỉnh phong cũng có lực đánh một trận, huống chi ta còn có bất diệt thiên kinh, một khi vận chuyển, khí lực có thể so sánh tiên kim, thoát thân tuyệt đối không khó. Phu quân muốn phò ước, chúng nữ đều nhìn về phía lăng hàn, ngay cả nữ hoàng cũng ngừng tu luyện, dùng mắt đẹp nhìn hắn. Lăng hàn gật đầu, ta cũng muốn mượn cơ hội này giải quyết xong mã ngọc hải, tránh cho hắn một lần nữa gây phiền toái. Nhưng hắn là đệ tử võ Việt, nếu truyền ra ngoài, Hách liên tâm tuyết trần chờ nói, võ viện không phản đối đệ tử cạnh tranh, thậm chí khi dễ người cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cảnh giới không quá hai tầng, tùy ngươi muốn chơi như thế nào cũng được. Nhưng có một giới hạn thấp nhất, cái kia chính là tuyệt đối không thể giết người, người nơi này về sau đều có thể là chủ lực chống cự cuồng loạn, sao có thể chết vì nội đấu. Lang Hàn nghĩ nghĩ, ta sẽ xem tình huống, có khả năng giết liền giết, không thể giết. Về sau lại giết, hắn dám khẳng định, Mã Ngọc Hải mời hắn ra võ viện, chính là ôm ý nghĩ muốn giết hắn, đối với người như vậy, Lăng Hàn tự nhiên cũng phán quyết đối phương tử hình. Lần này có thể tiêu diệt đương nhiên tốt nhất, không thể liền trước ký sổ, tuyệt không buông tha. Ba ngày sau, Lăng Hàn bước về phía Đại Viêm Sơn. Đại Viêm Sơn ở phía Tây Võ Viện, hành trình không sai biệt lắm một canh giờ, cái này đương nhiên là lấy cước trình của Lăng Hàn tính toán, Tiên Vương phổ thông không chỉ như vậy, nếu như muốn đúng giờ phó ước, vậy nhất định phải đi sớm hơn. Lăng Hàn ung dung mà đi. Chân đạp không gian quy tắc, một bước chính là vô cùng xa. Hắn nhìn như không đếm xỉa tới, nhưng bốn phía nhất cử nhất động đều ở dưới hắn. Khống chế, một chút gió thổi cỏ lay cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chương 2991, phục kích. Ân, Lăng Hàn kinh ngạc hừ nhẹ, vốn là mặt trời nắng giáo sáng sủa, lại thoáng cái giống như biến thành hắc dạ, khắp nơi tối như mực. Không chỉ hoàn cảnh thay đổi hắc ám, thần thức cũng bị giới hạn, chỉ có thể thả ra hơn trăm dặm, lại xa giống như đánh lên một đê đập, lập tức bắn trở lại. Lăng Hàn dừng lại, hai tay chắp sau lưng, không vội, không sợ hãi. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy một lão nhân đi ra, một bộ hình ảnh cách cái chết không xa, nhưng Lăng Hàn lại không dám xem thường hắn chút nào, chỉ cảm thấy lão giả này như một viễn cổ hung vật, sát khí lăng thiên, vô cùng đáng sợ. Thấy được đột biến còn có khả năng chấn định như thế, lão hủ thật sự là cuộc đời ít thấy. Lão giả này nói, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng có thực lực còn cần khẩn trương sao? Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta một quyền phá nát. Ha ha ha, được tốt, lão nhân cười to, sau đó liền kịch liệt ho khan. Bất quá, gia hỏa ngươi cảm thấy thực lực của mình đầy đủ cường đại sao. So với lão nhân ngươi hẳn kém một chút, nhưng mỗi người đều có tuyệt chiêu của mình, tuyệt chiêu vừa ra, vậy thì không nhất định rồi. Lang Hàn cười nói, lão nhân ngươi xưng hô như thế nào? Tần xương, lão nhân nhìn chằm chằm lăng Hàn, hai mắt dần dần trở nên có thần thái lực áp bách cũng càng ngày càng mạnh mã ngọc hải mời ngươi ra tay sao lang hàn lại hỏi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đúng vậy một viên thiên tôn đan để cho lão hủ rất thỏa mãn tần sương không chút giấu giếm ra hỏa ngươi là tự sát hay muốn để cho lão hủ ra tay a à, ta sống thoải mái như vậy tại sao phải tự sát lang hàn cười nói bởi vì nếu lão hủ ra tay ngươi sẽ chết cực kỳ thảm tần sương điềm nhiên nói hai mắt bắn ra hàn mang, âm khí trận trận, sát khí mười phần. Lăng Hàn một chút cũng không thèm để ý, vừa rồi ta không phải đã nói sao, tuy thực lực của ta không bằng lão nhân ngươi, nhưng một khi giao thủ, đánh ra tuyệt chiêu liền không nhất định rồi. Xem ra, ngươi là muốn cho lão hủ xuất thủ, thân hình của tần xương bắn lên, tung về phía Lăng Hàn, một tay thò ra, hóa thành một cự trưởng ngập trời, tán ra hàn quang giống như kim loại, vô số phù văn hiển hiện, tán ra uy áp trí cao. Đây là một bá chủ tầng 9, lăng hàn có tâm thử xem thực lực của đối phương liền vận chuyển lực lượng vung lên một quyền nghinh đón oanh ở trong một tiếng nổ lớn lăng hàn như đạn pháo bắn ra bành, bành 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 hắn liên tiếp đụng gãy vài ngọn núi sau cùng mới ngừng lại được lại không phải đi thế đã hết mà là đụng vào một bức tường vô hình vô cùng chắc chắn cưỡng ép ngăn cản hắn lại đây là thiên nguyên cấm cố đại trận chỉ cần là tiên vương bị nhốt ở bên trong liền không có khả năng ly khai tần sương từng bước một từ đằng xa đi tới ở trên một kích này hắn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chỉ có khối hạch tâm thạch trong tay lão hủ mới có thể mở ra đại trận, cho nên, người bỏ cách nghĩ chạy trốn đi. Đúng rồi, trận này ngăn cách không gian, tự thành một thế giới, người ở phía ngoài căn bản không có khả năng phát hiện ở đang tiến hành một cuộc chiến đấu. Tần Sương chậm rãi nói, trên mặt mang vẻ cười nhạo, như mèo đùa giỡn con chuột. Thật lâu trước, hắn chính là một đại sát tinh, cường giả, thiên kiêu chết trong tay hắn vô số kể, mấy vạn ức năm này hắn một mực tu thân dưỡng tính, nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hiện tại sát tính của hắn đã lên. Theo hắn lấy được tư liệu, lang Hàn này có tiến hóa lũy thừa đạt tới 12, bất quá tu vi chỉ có tầng 7, dựa vào bí pháp nào đó bạo phát mới một kích oanh bại mã Ngọc Hải. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Bởi vì hắn là đế tinh tầng 9 đỉnh phong, lang hàn tế ra tiên ma kiếm, thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, hắn không cần phải lấy sở đoàn ngăn sở trường của địch. Tiên khí, tần xương nhướng mày, nhưng lập tức liền giãn ra, bởi vì hắn cũng có tiên khí. Hắn cũng lấy ra tiên khí của mình, chính là một thanh cưa đao, vẫn có thể thấy phía trên có vết máu, cực kỳ chướng mắt, có rét lạnh như băng, có lại như liệt diếm, có thì chớp động lên lôi đình. Đây là hắn giết qua tiên vương rất cường đại, trên tiên khí ngừng kết lấy máu huyết bất diệt của tiên vương. Chết, tần xương lần nữa công qua, dưới chân một bước liền đi tới trước người lăng hàn, vùng đao liền chạm. Sát khí sôi trào, một đao nơi tay, tần xương giống như thay đổi một người, tóc trắng phất phới, nào còn có một tia lão thái. Lăng Hàn huy kiếm ninh tiếp, oanh, 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 tiên khí đối oanh, dương lên phong bạo vô biên, ở dưới sát khí lớn như vậy, quy tắc bốn phía đều bị chặt đứt, chém vỡ. Tần xương cười ha ha, hắn chính là tiên vương tầng 9, năng lực điều khiển quy tắc vượt xa Lăng Hàn, thò tay chảo một cái, quy tắc ở xa xa lập tức bị hắn rút tới, để cho Lăng Hàn không có quy tắc có thể tuyên truyền. Đây đối với tiên vương tầng 7 khác mà nói là chí mạng. Tiên vương sở dĩ cường đại là vì hắn đứng ở độ cao của quy tắc, có thể trực tiếp thuyên chuyển quy tắc, đại biểu thiên địa thi phạt. Vì cái gì lại có thuyết pháp tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa? Cũng là bởi vì quy tắc, chính như tần xương hiện tại làm, hắn trực tiếp đánh tan quy tắc ở phụ cận, cảnh giới cao hơn đương nhiên có thể rút ra thiên địa quy tắc trong phạm vi càng rộng, nhưng lăng hàn lại không được. Một tiên vương bị tước đoạt quy tắc, lại có thể mạnh hơn chảm trần cảnh sao? Ha 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 ha, tần xương cuồng tiếu, vùng đao mà đến, bất luận bí pháp của lăng hàn cường thịnh hơn nữa cũng có tác dụng gì, chỉ cần làm cho đối phương không có quy tắc có thể thuyên chuyển, cái kia chính là ba ba trong giỏ. Một kích có thể đoạt mệnh, lăng hàn bất phi sở động, tiên ma kiếm vung vẩy, nghênh đón về phía tần xương. Oanh, hai kiện tiên khí đụng vào chung một chỗ, lập tức dẫn phát chấn động kịch liệt, mà thân hình của tần xương càng run rẩy, bị đánh bay ra ngoài. Hắn run sợ thất sắc, hoàn toàn không thể hiểu được, mình rõ ràng ở trên lực lượng đã rơi vào hạ phong. Làm sao có thể, phải biết rằng lúc trước ở trong oanh kích, Lăng Hàn căn bản không địch lại hắn, tranh lệch không phải nhỏ tí tẹo, như thế nào đến nơi này, ngược lại là hắn không địch lại. Thực lực của Lăng Hàn tăng, không phải, chương 2992, tự làm tự chịu. Tần Sương lập tức thầm nói, lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể lập tức đoán được, kỳ thực lực lượng của Lăng Hàn không có tăng lên, trái lại còn giảm một chút ít, biến hóa chính là hắn lực lượng của hắn ngã xuống nhiều lắm rất bình thường tuy hắn còn có khả năng rút ra quy tắc nhưng dù sao cũng là từ khu vực xa xôi mà đến vốn cái này không có gì dù hắn chỉ có thể rút ra một thành quy tắc nhưng lăng hàn là không cái kia vẫn là nghiền áp hiện tại vấn đề là lăng hàn không có bởi vì rút không đến quy tắc mà lực lượng ngã xuống mà hắn lại bởi vì rút quy tắc ít đi mà thực lực đại tổn như vậy so sánh hắn rõ ràng ở trên lực lượng không bằng lăng hàn cái này nghĩ thông suốt điểm ấy Tần Sương đã khiếp sợ lại hối hận. Hắn khiếp sợ, Lăng Hàn khẳng định còn tu thể thuật, cho nên mới có thể ở dưới tình huống không thể điều động quy tắc còn mạnh như vậy. Chỉ là thể thuật của tiểu tử này cũng thật bá đạo, rõ ràng có thể đứng ở độ cao tương đương quy tắc, thậm chí còn cường đại hơn một chút ít. Hối hận, hắn lại từ tay đánh nát không gian phụ cận, phá hủy quy tắc. Mình tự đẩy mình vào trong vùng lầy, hắn không phải ngu ngốc sao. Cảm ơn, Lăng Hàn còn đã rét vì tuyết lại lạnh vì Sương nói một câu. Tần Sương không khỏi mặt mo đỏ bừng, cái này thật sự là quá châm chọc, lúc trước hắn hổ cao khí ngang, một bộ nắm giữ đại cục, cho rằng chỉ cần ra một chiêu có thể chém dụng lăng hàn, kết quả lại hoàn toàn trái lại, đừng nói chém dụng lăng hàn, mình còn ăn thiệt thòi. Hắn gào thét, cầm đao chém tới lăng hàn, tiểu nhi, lại dám châm chọc lão hủ, thật to gan. Như thế nào, người tới giết ta, ta còn phải cung kính với người hay sao? Đó là ta ngốc, hay người muốn bị coi thường? Lăng hàn miệng không tha người, hắn là cùng đại hắc cầu luyện ra được, công lực chọc tức người tuyệt không kém gì lực chiến đấu của hắn. Tần Sương tức giận đến tóc trắng tung bay, hắn không nhiều lời với Lăng Hàn nữa, lại một đao vung chém tới. Lăng Hàn không sợ, chẳng những huy động tiên ma kiếm đón chào, tay trái còn ngưng tụ thành quyền, cuồng oanh loạn tạc Tần Sương. Trong đoạn thời gian này, hắn là tuyệt đối cường thế, hoàn toàn có thể đè nặng Tần Sương đánh. Tần Sương cực kỳ phiền muộn, thực lực của hắn vượt xa Lăng Hàn, nhưng bởi vì không ngờ Lăng Hàn rõ ràng còn tu thể thuật khủng bố, kết quả một nước sai, cả bàn đều thua, hiện tại chỉ có thể bị hành hung, bị đánh đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra rồi. Nhưng hắn dù sao cũng là đế tinh tầng 9 đỉnh phong, lại khống chế lấy tòa đại trận này, có thể thay đổi không gian ở đây. Không gian đổi qua, quy tắc tự nhiên cũng khôi phục nguyên trạng, đến lúc đó hắn vẫn là bá chủ tầng 9 cao cao tại thượng, mà Lăng Hàn sẽ bị đánh về nguyên hình. Có tiên khí hỗ trợ, Tần xương miễn cưỡng có thể trèo chống sau khi bị Lăng Hàn Oanh trúng ba quyền, hắn rốt cuộc rút ra thời gian tiến hành thay đổi, lập tức quy tắc khôi phục bình tĩnh. Thằng nhãi danh, người sẽ trả giá thật nhiều. Tần xương gào thét, hắn ăn Lăng Hàn ba quyền, dù lấy thực lực của hắn cũng gãy mấy cây xương sườn, thật lâu không có cách nào khôi phục. Nhưng hiện tại quy tắc quay về, thương thế của hắn lập tức khôi phục, trong hai mắt tản ra hung quang. Ngươi triệt để chọc giận ta rồi, lúc trước hắn còn lão hủ lão hủ, hiện tại quá phẫn nộ, tự nhiên không còn để ý hình tượng hắn chỉ có một ý niệm, bắt Lăng Hàn, tra tấn đủ, sau đó lại giết chết. Lăng Hàn cười ha ha, tiểu nhân giấu đầu lộ đuôi, chỉ biết đánh lén ám toán. Nếu là đồng cảnh giới chiến một trận, ta một ngón tay liền có thể giết ngươi. Hiện tại nha, cũng chỉ là phí một chút tay chân. Tần xương áp chế nóng tính, tay phải vung đao đánh úp lại, tay trái nắm lên một chi đại đạo, hóa thành một cây cự côn, đập về phía Lăng Hàn. Đây mới là chiến lực chính thức của hắn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, Hiện tại chiến lực của hắn cũng dảo bước tiến lên tầng 9, dù không địch lại đế tinh tầng 9 đỉnh phong, nhưng tất cả mọi người ở trong cấp độ này lại cao hơn chính là chuẩn thiên tôn rồi, tầng thứ tương đương, hắn dù yếu một chút thì như thế nào. Oanh, 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 hai cường giả đối bính, lăng hàn không chút kinh sợ, mỗi một chiêu đều cùng tần xương khí lực va chạm. Ở trên chiến lực, lăng hàn xác thực không địch lại, ăn chút ít thiệt thòi, nhưng ở khí lực, lăng hàn lại cường hoành đến rối tinh rối mù, tiên vương cảnh có thể vượt qua hắn cũng chỉ có thiên sinh, đại hắc cầu cũng coi như một cái, dù sao nó cũng tu luyện bất diệt thiên kinh. Bởi vậy, chiến lực không địch lại là không địch lại, nhưng lăng hàn lại cơ hồ không bị tổn thương, chỉ cần tránh cưa đao, lấy chiến lực của tần xương còn muốn thương tổn lăng hàn. Khó, thậm chí lăng hàn ở dưới tình huống vận chuyển bất diệt thiên kinh, hắn cũng có thể trọi cứng tiên khí, chỉ là không thành thiên tôn, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển bất diệt thiên kinh một canh giờ mà thôi. Mười chiêu, trăm chiêu, ngàn chiêu, Lăng Hàn vô cùng ương ngạnh. Không thể không thừa nhận, ngươi là tầng 7 mạnh nhất ta đã thấy. Tần Sương đột nhiên ngừng công kích, tựa hồ rất thưởng thức Lăng Hàn. Lăng Hàn lại lắc đầu, ở trong tầng 9 ta đã thấy, ngươi xếp không vào top 10. Ví dụ như Đại Hắc Cẩu, Đỗ Thập Nhất, A à Mục, Ngự Hư Tiên Vương. Ai cũng mạnh hơn Tần Sương rất nhiều. Khóe miệng của Tần Sương không khỏi co giật, hắn bình phẩm như vậy là xuất phát từ thân phận thượng vị giả, mang theo xu thế trên cao nhìn xuống, nhưng Lăng Hàn mới mở miệng, trực tiếp đá hắn xuống bùn, để cho hắn làm sao còn có khả năng bảo trì dáng vẻ cao cao tại thượng. Miệng của tiểu tử này, so với chiến lực của hắn còn muốn đáng sợ, tiểu tử miệng tiện, ngươi thực sự chọc giận ta rồi. Toàn thân tần xương phát run, trong hai mắt lưu chuyển ra quang mang màu vàng, tựa như nước mắt, không ngừng rơi xuống, không chỉ như vậy, tóc của hắn cũng từ trắng đến kim, làn da khô quắt trở nên căng cứng, hóa thành kim sắc, dáng người còng xuống khôi phục thẳng tắp hiện tại hắn, giống như thoáng cái từ lão ông bảy mươi tuổi biến thành người trẻ tuổi. Trong đôi mắt lăng hàn lóe lên hàn quang, rốt cục muốn lấy ra toàn bộ thực lực rồi sao? Đạt tới tiên vương cảnh, không ai không thọ nguyên vô hạn, không sợ thiên nhân chi ách, làm sao có thể như tần xương, cho nên, hắn hoặc là đầu óc có bệnh, cố ý ngụy trang thành như vậy, hoặc là tu luyện công pháp cổ quái gì đó. chương 2993, ai là con mồi? Ha ha ha, tần xương ngửa mặt lên trời cười to, hiện tại dáng người của hắn thẳng tắp khỏe mạnh toàn thân kim sắc ai cũng nói tần sương ta ẩn vào võ viện quăng vào dưới trướng của hà vũ phong là vì ta bị đuổi giết ha ha đây đúng là một nguyên nhân nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì ta luyện môn thiên vũ thánh kim thuật này hiện tại ta đã có chút thành tựu liền cho tiểu tử ngươi tới nếm thử uy lực a hai chân hắn bắn ra bành tốc độ cực nhanh ồ lang hàn kinh ngạc lần này tần sương bộc phát cũng không phải là dùng tới không gian quy tắc, xuyên toa không gian, mà là tốc độ thân thể của hắn quá nhanh. Võ giả có thể phát huy ra bao nhiêu tốc độ, chế ngự ở hai điểm. Thứ nhất, tốc độ cực hạn, thứ hai, năng lực thân thể thừa nhận. Bởi vì dưới cao tốc di động, thân thể sẽ thừa nhận áp lực đáng sợ, ngay cả tiên vương cũng có thể bởi vì áp lực như vậy mà chia năm xẻ bảy. Cho nên, đối với đại bộ phận tiên vương mà nói, kỳ thật tốc độ thực tế xa xa không đạt tới tốc độ cực hạn. Nhưng vừa rồi, tốc độ của tần xương tuyệt đối vượt qua tốc độ cực hạn, hoặc là nói, vượt qua tốc độ lúc trước hắn một mực bảo trì. Là vì thân thể hắn kim loại hóa, để cho khí lực trở nên vô cùng cường hoành. Tốc độ này quá nhanh, thời điểm Lăng Hàn có phản ứng, tần xương đã nhào tới trước mặt, một đao vung qua. Lăng Hàn miễn cưỡng dựng lên tiên ma kiếm tấn công, ông, tiên khí giao phong, dương lên dư ba đáng sợ, bành bành bành, lại bắt đầu tàn sát bừa bãi không gian, phá hư quy tắc. Tần Sương hét lớn một tiếng, một trường lại đập, đánh về phía ngực của lăng hàn lăng hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh ngạnh ăn một kích bành một kích đánh qua lăng hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài mà tần sương thì cười to hắn lại chộp tới không gian mới tiến hành thay đổi lăng hàn bay ngược đánh thẳng đến biên giới đại trận mới bị bức ngừng lại lồng ngực của hắn có phủ văn nhảy lên thật lâu mới ảm đạm xuống hắn chỉ cảm thấy ngực có chút sôi trào cuống họng ngòn ngọt muốn thổ huyết đã vận chuyển bất diệt thiên kinh hắn rõ ràng còn bị đánh suýt nữa thổ huyết uy lực của một kích này thật là kinh người đây chính là công pháp của một vị chuẩn thiên tôn sáng tạo tần sương cười ha ha lúc trước ta chạy đến võ viện cầu hà vũ phong che chở là vì giết con trai độc nhất của vị chuẩn thiên tôn này trốn tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi mặt khác vừa vặn có thời gian tu luyện môn thiên tôn bảo thuật này lăng hàn giật mình chẳng trách một kích của đối phương rõ ràng có thể giao động bất diệt thiên kinh phòng ngự bởi vì đây là chuẩn thiên tôn bảo thuật mà bởi vì mang chuẩn chữ tự nhiên không thể so sánh với thiên tôn bảo thuật chính thức, cho nên cũng chỉ chấn động lăng hàn ngực sôi trào, không có chính thức xúc phạm tới nội phủ của hắn. Thằng này thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả con trai độc nhất của chuẩn thiên tôn cũng dám giết. Lăng hàn gãi gãi đầu, còn nói người khác, hắn chẳng phải hạng người như vậy sao, hơn nữa, nếu hắn giết người, tuyệt đối sẽ không dấn thân vào dưới chướng người khác làm nô tài. Quả nhiên xem trọng ngươi rồi, ngươi chỉ là một tay sai mà thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tần Sương giận dữ, hắn tu thành chuẩn thiên tôn bảo thuật, lại là đế tinh tầng 9 đỉnh phong, ở trong tiên vương cảnh vô địch, một tiên vương tầng 7 nho nhỏ rõ ràng dám châm chọc hắn như vậy. Chết đi, hắn lần nữa giết ra, Lăng Hàn cười ha ha, lần này hắn hoàn toàn không né không tránh, mãi đến Tần Sương giết tới gần, hưu, lồng ngực của hắn đột nhiên bay vụt ra một bóng đen, nghênh đón về phía Tần Sương. Bành, một kích đối oanh, Tần Sương lập tức bị đánh bay ra ngoài. A nha hô, đạo hắc ảnh kia hóa thành một con đại cầu, không phải đại hắc cầu tặc tiện thì là ai? Muốn giết nhân sủng của cầu gia, người có hỏi qua cầu gia hay không? Đại hắc cầu đứng thẳng người, bày biện tư thế gia quyền, quần lót thiết phản xả quang mang, để mặt mũi nó tràn đầy hèn mọn bị ổi, tiện đến tận xương. Lăng hàn nhịn không được một cước đạp ra ngoài, chó chết, người nói người nào, người rõ ràng ở trong võ viện, tần xương khiếp sợ, hắn kỹ càng hiểu rõ qua tư liệu của lăng hàn, biết rõ hắn cùng với đại hắc cầu giao hảo, nhưng đại hắc cầu rõ ràng không ở trong võ viện, vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Cầu gia thần cơ diệu toán, biết có người muốn hại tiểu đệ của bổn tọa, cho nên cầu gia liền trở lại một chuyến, diệt mấy cái cạn bã như vậy. Đại hắc cầu hai tay bắt chéo sau lưng, một bộ ta rất thông minh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Lăng Hàn lại muốn đạp nó, rõ ràng là con chó hoang này trộm cắp bảo khố của một truyền thiên tôn thất bại, lúc này mới trốn về võ viện. Hắn vốn là muốn một mình phó ước, dù sao lấy thực lực của hắn muốn đi cũng không khó, nhưng đại hắc cầu sung phong nhận việc, lăng hàn liền mang nó lên. Tần xương nhíu mày, nhưng lập tức lại lộ ra tự tin. Nhiều thì như thế nào, chỉ là phí chút ít công phu mà thôi. Hắn lần nữa giết ra, đao vung chảm, hiển lộ ra vô cùng tự tin. Ở trước mặt cầu ra, loại cặn bã như người cũng xứng hung hăng càn quấy. Đại hắc cầu rũi chảo đánh ra, đối chiến tiên khí. Bành, 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 đạt tới độ cao tầng 9, liền ngang hàng quy tắc, mà tiên khí cũng chỉ đại biểu lực sát thương cấp độ cao nhất của quy tắc, bởi vậy, tiên vương tầng 9 hoàn toàn không sợ tiên khí, quy tắc quấn quanh, đối chiến tiên khí chỉ là việc nhỏ. Hai đại tiên vương tầng 9 đối oanh, có thể chứng kiến, đại hắc cẩu rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Nó kiếp trước liền đi theo duyên sinh thiên tôn, tu công pháp trí cao, chỉ là tư chất có hạn, nó không có cách nào tu thành bất diệt thiên kinh, cũng không có cách nào bước ra một bước cuối cùng, nhưng sau khi duyên sinh thiên tôn hóa đạo, nó vận dụng bí pháp, tự chôn cất kiếp trước, ở trong thai cũ ẩn dục tân sinh, chính xác là cửu tử nhất sinh. Nó thành công sống ra thế thứ hai, cái này không giống kỳ vô danh, nó không phải chuyển thế sống lại, mà là ở trên cơ sở cựu thai nhất bàn, độ khó rất cao, nhưng trình độ biến chất càng lớn. Hiện tại đại hắc cẩu, tiến hóa lũy thừa hẳn là trực tiếp báo tố đến 12, có cơ hội thật lớn đẩy ra thiên tôn chi môn. Đại hắc cẩu hoa hoa kêu to, chiếm được thượng phong không tính, trong miệng nó vẫn còn nói không ngừng, vô cùng độc địa. Chương 2994, không nghĩ tới a1. Nếu như nói công phu độc người của Lăng Hàn chỉ là nhập môn, như vậy đại hắc cẩu chính là đại thành rồi. Tần Sương Phiền Muộn có thể nghĩ, hắn chẳng những phải ở trên nhục thể bị đại hắc cẩu trà đạp, ở trên tinh thần đồng dạng cũng bị tàn phá, cái này để cho hắn áp lực như núi, không có đánh một hồi cũng đã mất đi ý chí chiến đấu. Hắn quyết định chuồn đi, bằng không mà nói, hắn có khả năng bị tức chết ở đây. Hắn nắm giữ hạch tâm trận pháp chỉ là nhất niệm động, đại trận lập tức triệt hồi. Hưu, thân hình hắn dương động, muốn chuồn đi, sớm chờ ngươi rồi, lăng hàn cười lạnh, bành, hai chân hắn phát lực, thể thuật hoàn toàn bắn ra, tật như lưu tinh bắn về phía tần xương, tiên ma kiếm chém qua. Tần xương một lòng phá vòng vây, nào có công phu cùng lăng hàn chiến đấu, một trường đánh về phía lăng hàn, muốn đẩy lui hắn. Hắn cũng không dám vận dụng toàn lực, nếu không đại hắc cầu đuổi theo, hắn có khả năng vô lực bộc phát tốc độ, vậy thì thảm rồi nhưng mà thời điểm tiên ma kiếm chém tới tần sương bỗng nhiên ý thức được không đúng một kiếm này của lăng hàn uy lực so với trước cường đại gấp trăm lần làm sao có thể sắc mặt hắn đột biến nhưng còn muốn biến chiêu hoặc tăng lực đã chậm soát một kiếm gọt qua một cánh tay của hắn lập tức bị chém đứt mà kiếm thế không tiêu lại xẹt qua sườn trái của hắn để lại một miệng vết thương thật sâu tần sương kêu thảm thiết thương thế này đối với hắn thật sự quá lớn nhưng mà công kích của lăng hàn còn chưa kết thúc tay trái của hắn hóa trưởng, tư, cửu thải quang mang chấp động, bổ tới tần xương. Tần xương đã không cách nào biến thân nữa, chỉ có thể ngạnh kháng. Bành, một trường đè xuống, cả người tần xương bị tạc mở, uy lực của một kích này hoàn toàn không dưới tiên ma kiếm chảm kích. Lang hàn thở hồn hền, nhưng thân hình lại không chậm, sách kiếm tiếp tục truy kích. Tần xương quả thật bị hán oanh rất thảm, cả người chia năm xẻ bảy, nhưng đầu lâu còn bảo trì nguyên vẹn, chưa chết, đây đối với tiên vương mà nói không phải vết thương chí mệnh, chỉ cần cho Tần xương một ít thời gian, hắn rất nhanh có thể thúc đẩy sinh trưởng tứ chi cùng thân hình, khôi phục chiến lực. Kiếm thứ nhất của hắn dùng tới cửu hóa thiên công, tăng chiến lực lên vô số lần, trưởng thứ hai thì vận chuyển ngũ hành lôi thuật, mặc dù hai môn thiên tôn bảo thuật không có đồng thời vận chuyển, nhưng khoảng cách quá ngắn, y nguyên để cho hắn khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm nghỉ ngơi và hồi phục, lại thừa dịp thắng truy kích, một lần hành động diệt địch. Một cái đầu lâu làm sao so tốc độ với lăng hàn. Lăng Hàn đuổi theo, bổ khuyết thêm một kiếm. Phốc, đại não của Tần Sương bị tiên ma kiếm đâm thấu, thức hải vỡ tan, cuối cùng tử vong. Lăng Hàn thu kiếm, hai tay chảo một cái, đã nắm không gian thần khí ở trên người Tần Sương qua. Trận pháp này không tệ, về sau cầu ra rốt cuộc không cần lo lắng bị ai chạy. Đại hắc cầu cũng cầm đi hạch tâm khống chế trận pháp trên người Tần Sương, nó bắt đầu hấp tấp thu trận. Lăng Hàn đối với trận pháp này cũng có hứng thú, nhưng không thể lại để cho đại hắc cầu lãng phí thời giờ, về sau còn muốn nhờ nó hỗ trợ liền khó khăn. Hắn đưa thần thức vào trong không gian thần khí của Tần Sương, quét một cái, trong tay đã nhiều hơn một viên đan dược. Tuy hắn đã là ngũ tinh đan sư, cũng nhận thức không ra viên đan dược kia, nhưng có thể khẳng định, trong đó tràn lấy khí tức cường đại, thậm chí còn trên tiên vương đại đan. Liên tưởng đến lúc trước Tần Sương nói, hắn là thu một viên thiên tôn đan của Mã Ngọc Hải mới ra tay. Vậy cái này chính là thiên tôn đan rồi, thiên tôn đan, có thể làm được cái gì nhỉ? hắn biết rõ cái này là đồ tốt, nhưng lại không biết công dụng. Cái gì, thiên tôn đan, nhanh cho cậu ra, đại hắc cậu lập tức nhảy qua, chẳng biết xấu hổ đưa móng vuốt. Lăng Hàn liền tranh thủ thu hồi thiên tôn đan, cút ngay, người đã cầm một bộ trận pháp, còn muốn cái này. Bảo vật nha, càng nhiều càng tốt, da mặt của đại hắc cầu rất dày, muốn cho nó tự giác là chuyện không thể nào. Lăng Hàn chỉ dựng lên một ngón giữa, lúc này đại hắc cầu mới nói, thiên tôn đan là thiên tôn rút ra máu huyết bản thân, lại dung hợp ý chí võ đạo bản thân luyện thành bảo dược, đối với tiên vương có lợi thật lớn. Bất quá, tốt nhất vẫn là cho cầu ra ăn, có thể để cho cầu ra nhanh hơn dảo bước tiến lên thiên tôn vị. lang Hàn chỉ cười ha ha, con chó chết này lúc nói chuyện tròng mắt chuyển không ngừng, có quỷ mới tin nó. Hắn thu tiên khí của tần xương vào, đại hắc cầu cũng giúp đỡ chân áp, mài đi ý chí võ đạo trong đó, thuận tiện cho tiên ma kiếm thôn phệ. Ở điểm này, đại hắc cầu ngược lại không nói gì, bởi vì tiên ma kiếm có thể tiến vào thiên tôn bảo khí hay không là liên quan đến duyên sinh thiên tôn có thể phục sinh hay không. Tiểu tử, muốn cầu ra cùng ngươi đi phó ước không? Đại hắc cầu hỏi, một bên thì vuốt vuốt trận pháp vừa mới lấy được, cái này rất đơn giản, chỉ có bốn cây cột, nhưng sau khi đưa vào đại địa, khu vực bốn cây cột bao vây sẽ hóa thành một khu vực độc lập. Không cần, lang hàn lắc đầu, chỉ là một mã ngọc hải, hắn tự nhiên không có để ở trong lòng. Một người một chó tách ra, Đại Hắc Cầu còn muốn đi mượn tiên kim, theo cùng Vương gia hợp tác, ngày Tiên Ma kiếm tấn cấp đã càng ngày càng gần, cũng làm cho Đại Hắc Cẩu trở nên động lực 10 phần. Bởi vì trên đường chậm chế thời gian thật dài, thời điểm Lăng Hàn đi tới Đại Viêm Sơn, ngày hôm nay đã sắp qua. Sẽ không tới đi à nha? Trên núi, rất nhiều người đều cố ý chạy tới xem cuộc chiến, mà đợi đến lúc ánh trăng giữa trời, ngày hôm nay chỉ kém một chút thời gian liền qua, Lăng Hàn lại vẫn không có xuất hiện, cái kia đoán chừng là không thể nào đến rồi sợ không phải đâu lúc trước lăng hàn không phải một chiêu liền oanh bại mã ngọc hải sao làm sao có thể sợ chỉ có thể nói lúc trước là mã ngọc hải chủ quan lăng hàn là may mắn chiến thắng hiện tại biết rõ không có khả năng hai lần thực hiện được liền kinh sợ thì sao hắc hắc không nghĩ tới hắn lại là người như vậy mọi người nghị luận nhao nhao mã ngọc hải thì lộ ra nụ cười lạnh hắn chẳng những muốn lăng hàn chết còn muốn vãn hồi danh dự của mình nếu không vương gia tiểu công chúa làm sao có thể đối với hắn hồi tâm chuyển ý? Chương 2995, không nghĩ tới a2. Hắn rất rõ ràng, Lăng Hàn là không thể nào tới, Tần xương ra tay, Lăng Hàn đã sớm trần thi hoang dã rồi. Mà hắn, ở trước mắt bao người một mực chờ ở chỗ này, tự nhiên cùng Lăng Hàn chết không có nửa xu quan hệ. Mã Ngọc Hải phất tay một cái, nói: "Các vị, để cho mọi người thất vọng rồi, còn mời trở về đi." Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, trong nội tâm đối với lăng hàn tràn đầy xem thường rõ ràng sợ chiến rồi một ngày còn chưa kết thúc mọi người gấp cái gì chứ thanh âm bình tĩnh vang lên tất cả mọi người ngừng bước lăng hàn đó là lăng hàn hắn rốt cuộc tới sắc mặt của mã ngọc hải thì kịch biến làm sao lăng hàn có thể tới tần sương đâu chẳng lẽ hắn không có phục kích được sao nếu nói như vậy cái kia khá tốt lăng hàn hiển nhiên sẽ không biết âm mưu của hắn nhưng nếu tần sương ra tay Lăng Hàn lại như cũ xuất hiện ở đây, vậy vấn đề trong đó liền lớn rồi. Hắn ngăn không được nơi run rẩy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lăng Hàn đi nhanh mà tới, đi tới đỉnh núi, trực diện Mã Ngọc Hải. Hắn cười cười, chứng kiến ta xuất hiện, rất khiếp sợ a. À. Mã Ngọc Hải cưỡng ép chấn định, ta khiếp sợ cái gì, nguyên bản là ta ước chiến ngươi, chính ngươi lề mà lề mề, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Mã Ngọc Hải, trọn vẹn mấy tức, sau đó mới nói. Ngươi mời người nửa đường phục kích ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, chứng kiến ta còn sống xuất hiện, vừa rồi trong nội tâm khẳng định bất ổn a. À. Cái gì, nghe được Lăng Hàn nói, mọi người bốn phía đều oanh tạc mở nồi. Thực sự như thế sao? Rất có đạo lý, bằng không mà nói, Mã Ngọc Hải rõ ràng bị thảm bại, lại không có tiến bộ rõ ràng, vì cái gì dám ước chiến Lăng Hàn. À hát, hát, cái này cũng quá âm hiểm đi à nha. Hắc hắc, nếu để cho phương diện võ viện thẩm tra hung thủ, giao ra chứng cứ ngay cả Mã Phong Đại Nhân cũng không giữ được hắn, ít nhất cũng phải khai trừ ra võ Việt, cái kia chính là vô cùng nhục nhã. Mã Ngọc Hải hai tay siết chặt, trong lòng hắn cũng tràn đầy tâm thần bất định, vạn nhất Tần Sương thực sự bị bắt, còn khai ra hai người hợp mưu muốn sát hại đệ tử võ Việt, vậy hắn liền thảm rồi. Ngay thời điểm hắn tâm thần hoảng hốt, chỉ thấy Lăng Hàn đột nhiên ra tốc, đi tới trước người của hắn, sau đó một quyền vung qua. Bành, Mã Ngọc Hải lập tức bị tát bay, người ở giữa không trung đã phun ra một búng máu, nếu không phải hắn thất thần tuyệt đối sẽ không bị một tát liền đánh bay nhưng ai bảo lúc này nội tâm hắn giống như chiến tranh hơn nữa lang hàn bộc phát tốc độ thật sự quá nhanh để cho mã ngọc hải bị lang hàn một kích tức bại hắn té lăn trên đất dương lên cho bụi vừa định đứng lên chỉ cảm thấy trên mặt nặng chiếu bị một chân dẫm xuống lần này tha cho ngươi một mạng nhưng tuyệt không có lần sau lang hàn uy nghiêm nói chân đạp một vị thiên kiêu ánh mắt đảo qua tất cả mọi người không khỏi hơi cúi đầu ngay cả đối mắt nhìn cũng không dám. Lúc này, ánh trăng ở giữa trời, ngày hôm nay vừa mới đi qua. Tất cả mọi người kinh hãi, Lăng Hàn đến mới bao lâu, Mã Ngọc Hải đã bị hắn quật ngã. Cái này là thực lực sai biệt cỡ nào? Nhưng người sáng suốt đương nhiên cũng không ít, nhao nhao nói ra chân tướng. Thực lực của Lăng Hàn xác thực cường đại, nhưng Mã Ngọc Hải cũng không yếu. Nhưng lúc trước bị Lăng Hàn một kích tức bại, Mã Ngọc Hải đã để lại ám ảnh trong lòng, lần này âm mưu bại lộ, tâm tình kích động chỉ sợ sấm sét ở bên tai cũng không phát giác ra, cộng thêm tốc độ của Lăng Hàn quá nhanh, mới đưa đến hắn bị một kích tức bại. Gặp gỡ Lăng Hàn, thật sự là bất hạnh của Mã Ngọc Hải. Mọi người nhao nhao lắc đầu, nhưng cũng có người hiếu kỳ, suy đoán người Mã Ngọc Hải mời là ai. Người nọ khẳng định còn mạnh hơn Mã Ngọc Hải, tầng 9, Đế tinh thậm chí siêu cấp Đế tinh, mọi người nói ra Đế tinh, siêu cấp Đế tinh tầng 9 trong võ viện, lại phát hiện nghi phạm nhiều đến không hợp thói thường bởi vì nơi này là thiên hạ đệ nhất phó viện, tụ tập toàn bộ thiên kiêu của nguyên thế giới. Hơn nữa, đại bộ phận thiên kiêu đương nhiên đều bị kẹt ở tầng 9, bởi vậy, thiên kiêu ở cấp độ này là nhiều nhất. A Mục, Đỗ Thập Nhất, Tàn Nguyệt, Ngự Hư Tiên Vương. Ai cũng bị hoài nghi một lần, Lăng Hàn lại không có để ý nhiều như vậy, nếu Mã Ngọc Hải muốn khai chiến, vậy sẽ thành toàn hắn. Lần này hắn không có giết Mã Ngọc Hải, không phải hắn không muốn, mà là không thể. Dù sao Mã Ngọc Hải muốn giết hắn cũng chỉ là hắn đơn phương thuyết pháp, hiện tại Tần Sương đã chết, nếu giết Mã Ngọc Hải, vậy thì chết không có đối chứng rồi. Sát hại đệ tử võ viện, tội danh quá lớn, chủ yếu là thực lực của ta không đủ, Lăng Hàn âm thầm nói, nếu như ta là thiên tôn, như vậy giết một tiên vương tầng 8 lại tính toán cái gì? Cho nên, chỉ có trở thành thiên tôn mới có khả năng chính thức được siêu thoát, áp đảo trên quy tắc. Hắn về tới võ viện, lần nữa vùi đầu luyện đan hắn lấy được tiên kim càng ngày càng nhiều, nhưng số lượng đi vào 40 khối, ngay cả vương gia cũng bắt đầu khó khăn, tiên kim không phải rau cải trắng, bọn hắn có chút tồn kho, lại tìm mua một ít, lại tìm thế lực khác lấy tiên đan đổi lấy một chút, nhưng 40 khối đã là cực hạn, trong thời gian ngắn không cách nào lấy được nữa. Lăng Hàn liền để cho vương gia lấy tài nguyên khác thay thế, hắn còn muốn đẩy mạnh bất diệt tiên vương thể đến tầng thứ 9. Hắn luyện đan cũng chậm lại, bởi vì vương gia thu thập dược liệu mấy kỷ nguyên cũng bị hắn luyện không sai biệt lắm lăng hàn lấy ra thiên tôn đan dùng hiện tại hắn bức thiết cần thực lực oanh đan dược vào miệng liền hóa thành một con hỏa long ở trong cơ thể lăng hàn tàn sát bừa bãi một cổ ý chí cường đại sôi trào như thần linh cao cao tại thượng để cho người chỉ có cúng bái đây là thần niệm của mã phong chuẩn thiên tôn lăng hàn hừ một tiếng chỉ là chuẩn thiên tôn cũng muốn để cho ta khom lưng một vị chuẩn thiên tôn chính thức phủ xuống cái kia cũng chỉ có thể trấn áp thân thể lăng hàn, muốn cho ý chí của hắn khuất phục là chuyện không thể nào, bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, chỉ từ góc độ bản chất mà nói, hắn không thua thiên tôn. Hiện tại một đạo ý chí của chuẩn thiên tôn cũng muốn áp đảo hắn, đây không phải đùa giỡn sao. Đây là thân thể của hắn, hắn mới là vương, chương 2996, Hà Vũ Phong xuất quan. Ở dưới hắn cường lực trấn áp, ngay cả ý chí của chuẩn thiên tôn cũng chỉ có cúi đầu, oanh, năng lượng kinh người lưu truyền ở trong cơ thể lăng hàn, tăng lên tu vi của hắn. Nhất bộ thiên tôn nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện nào đó, mà chuẩn thiên tôn. Đã có thể tiếp xúc đến lực lượng như vậy, lấy nó rèn luyện bản thân, từ loại trình độ nào đó mà nói, chính là tiên vương tầng 9 tu luyện thể thuật. Lăng hàn từ trong thiên tôn đan dò ngó đến một tia võ đạo tinh túy của mã phong. Chẳng trách cái này có khả năng để cho tiên vương tầng 9 đột phá thiên tôn Nhưng đây đối với lăng hàn vô dụng Hắn đã sớm đi ra con đường của mình thậm chí có thể rút ra năng lượng ngư tử tới rèn luyện thân thể cần chỉ là tu vi tăng lên mà thôi mười ngày sau hắn luyện hóa xong viên thiên tôn đan này đây chỉ là một tên chuẩn thiên tôn luyện chế ra đan dược vẫn chưa thể xưng là thiên tôn đan bất quá vẫn là đẩy mạnh tu vi của ta đến tầng bảy hậu kỳ coi như không tệ nếu như có ba bốn viên ta hẳn có thể đạt tới đỉnh phong như vậy liền có thể trùng kích tầng tám lang hàn không khỏi than tiếc gần đây Mã Ngọc Hải thật đúng là sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều là nội tâm bất ổn. Hắn sợ hãi sự việc đã bại lộ, từ nay về sau thân bại danh liệt. Hắn đi tìm Tần Sương, mà Tần Sương lại mất tích. Nếu như Tần Sương chết, hắn ngược lại không có việc gì, chỉ cần hắn cắn chặt răng phủ nhận hết thảy, như vậy phương diện võ viện cũng không có khả năng bởi vì Lăng Hàn nói mà định tội hắn. Hơn nữa, hắn là con trai của một vị chuẩn thiên tôn, không có chứng cứ xác thực, ai dám tra tìm thần hồn của hắn. Mà nếu như Tần Sương bị bắt, vậy thì nguy rồi. Một tháng, nửa năm, ba năm, thời gian trôi qua rất nhanh, mà phương diện võ viện chậm chạp không có người xuất hiện, hỏi thăm hắn sự tình lang hàn bị ám sát, để cho hắn dần dần yên tâm. Xem ra, Tần Sương là thực sự treo rồi. Bốn năm sau, một tin tức nặng cân truyền ra, Hà Vũ Phong xuất quan. Hà Vũ Phong là ai? Hắn so với A Mục, đỗ thập nhất, tàn nguyệt còn cao hơn một lần, chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu giới trước, hơn nữa hắn còn có một địa vị hiển hách khác đó chính là thân phụ hắn là tứ bộ thiên tôn tên hà vinh phong hào huyết phụ hà vũ phong này cực kỳ điệu thấp quanh năm đều bế quan người biết rõ hắn cũng ít đến thương cảm nhưng tuyệt không có khả năng bởi vậy phủ nhận sự cường đại của hắn ở thời đại của hắn hắn là cường giả số một số hai được xưng vô địch chỉ như thế vậy hắn xuất quan liền xuất quan cũng sẽ không dẫn phát chấn động lớn như vậy mấu chốt là hắn bước ra một bước mà tất cả tiên vương tha thiết ước mơ đã trở thành chuẩn thiên tôn cái này quá kinh người, ở toàn bộ võ viện đều dẫn phát bạo động. Cường như A Mục, đỗ thập nhất, không sai biệt lắm ở 10 tỷ năm trước cũng đã là tầng 9 đỉnh phong, nhưng 10 tỷ năm qua, bọn hắn vẫn dậm chân tại chỗ, vì cái gì? Thiên phú của bọn hắn không đủ cao sao? Bọn hắn không cố gắng sao? Cơ duyên của bọn hắn chưa đủ sao? Sai, bọn hắn có hết thảy điều kiện trùng kích thiên tôn, nhưng vẫn không thể vượt qua. Muốn thành tựu thiên tôn, cần thời gian cảm ngộ thiên địa dài rằng dặc không phải ai cũng may mắn giống như Lăng Hàn, có thể trở thành chúa tể một phương thiên địa sao. Hà Vũ Phong bước vào chuẩn thiên tôn, hàm lượng 10 phần, ở trong giới đệ tử của hắn, hắn cũng là người duy nhất bước vào chuẩn thiên tôn. Ở trong đó khẳng định có thủ bút của Hà Vinh, vì nhi tử chuẩn bị tài nguyên tu luyện vô tận, bảo vật cao cấp nhất, nhưng y nguyên không thể không nhận năng lực của Hà Vũ Phong, đây chính là thiên tôn A, trong lịch sử có thể trèo lên một bước này, ai cũng là có một không hai ở thời đại đó. Lúc trước Lăng Hàn đả bại thiên sinh, danh tiếng vô lược mà theo tin tức hà vũ phong đột phá chuẩn thiên tôn truyền ra tự nhiên hoàn toàn đè ép lăng hàn xuống tiên vương cường thịnh trở lại vừa so sánh với thiên tôn cái kia chính là cặn bã mã ngọc hải biết được tin tức này lập tức nhảy lên ba thước hắn là quá hưng phấn hắn vội vàng đi cầu kiến hà vũ phong thủ hạ chết ở trong tay lăng hàn hà vũ phong hẳn là sẽ cực kỳ phẫn nộ mã ngọc hải cũng coi như một nhân vật bởi vậy sau khi hắn bái kiến không lâu hà vũ phong vẫn tiếp kiến hắn lấy lòng thì không cần nói, ta đã chán nghe rồi. Hà Vũ Phong nhàn nhạt nói, cực kỳ trực tiếp, Mã Ngọc Hải có chút xấu hổ, nhưng đối phương nhiễm nhiên là một cấp bậc như lão tử mình, hắn làm sao dám có ý kiến. Hắn vội vàng nói, Hà Thiếu, xảy ra chút việc, sự tình gì, Hà Vũ Phong nhìn về phía hắn hỏi, Mã Ngọc Hải lập tức cảm thấy áp lực như núi, cái này là chuẩn thiên tôn, một ánh mắt cũng để cho hắn thiếu chút nữa sụp đổ. Hắn điều chỉnh tâm tính, lúc này mới nói thủ hạ của hà thiếu tần sương đại nhân có khả năng bị người giết ánh mắt của hà vũ phong mãnh liệt ba mã ngọc hải lập tức đặt mông ngồi trên mặt đất đây mới là uy thế chính thức của chuẩn thiên tôn ngươi làm sao biết được hà vũ phong thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói tần sương chỉ là một con chó của hắn mà thôi hắn tự nhiên sẽ không để ý đối phương sống hay chết nhưng nói như thế nào kia cũng là người của hắn nếu quả thật bị ai giết cái này gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ Mã Ngọc Hải nguyên bản đã biên tốt một đống nói dối, nhưng bị Hà Vũ Phong nhìn như vậy, những lời nói dối kia toàn bộ chạy đến chân trời, vội vàng một năm một người nói ra chân tướng, không dám có bất kỳ thêm mắm thêm muối. Sau khi Hà Vũ Phong nghe xong, không khỏi cười lạnh. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ nha, ngay cả đệ tử võ viện cũng dám mưu hại. Mã Ngọc Hải vừa mới từ mặt đất đứng lên, nghe vậy lại sợ tới mức đặt mông ngồi xuống, dù hắn là siêu cấp đế tinh tầng 8 đỉnh phong thì như thế nào, đối mặt Chuẩn Thiên Tôn chỉ như là con sâu cái kiến. Tần Xương vì ngươi mà chết, ngươi tự đoạn hai tay, lại đi phá Vân Hỏa Sơn nghỉ ngơi một năm. Hà Vũ Phong mở miệng, Mã Ngọc Hải nào dám có ý kiến, liền vội vàng gật đầu, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Chương 2997, Tiên thể đại thành. Tự đoạn hai tay còn dễ nói, nhưng Phá Vân Hỏa Sơn chính là một chỗ hiểm địa của Viêm Xương vị diệt hỏa diễm kinh khủng kia ngay cả tiên kim cũng có thể đơn giản đốt sung, muốn ở trong núi nghỉ ngơi một năm, cho dù không gặp nguy hiểm gì, chỉ nhiệt độ cũng đủ để hắn ăn đau khổ. Nhưng hắn dám nói một chữ không sao, chuẩn thiên tôn đã không bị bất luận quy tắc gì trói buộc, nếu để cho Hà Vũ Phong không vui, người ta một cái tát chụp chết hắn thì như thế nào? Vâng, Mã Ngọc Hải cung kính nói, lang hàn này, dám giết tôi tớ của ta, ta cũng sẽ để cho hắn trả giá xứng đáng. Hà Vũ Phong lại nói, Mã Ngọc Hải lập tức vui mừng, một vị chuẩn thiên tôn muốn ra tay đối phó Lăng Hàn, cái kia vô luận hắn yêu nghiệt cỡ nào cũng không có tác dụng, chết hay sống, tất cả ở một ý niệm của Hà Vũ Phong. Còn chưa cút, Hà Vũ Phong không vui nói. Mã Ngọc Hải vội vàng xoay người rời đi, chọc giận một vị chuẩn thiên tôn tuyệt không có quả ngon để ăn, hắn là bái kiến thiên kiêu ủy có chút hít thiên phú, có chút bối cảnh, ở trước mặt phụ thân hắn chỉ hơi toát ra một tia bất kính, kết quả liền bị oanh giết thành cặn bã. Thiên tôn đó là tồn tại siêu việt quy tắc, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng cao cao tại thượng, thiên uy không thể phạm. Vương gia lại đưa tới đại lượng tài nguyên, trong đó có rất nhiều thiên tài địa bảo, lăng hàn đảo qua, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Bởi như vậy, bất diệt tiên vương thể của hắn hẳn có thể tu đến tầng thứ 9 rồi. Hắn vì thế bế quan, 3 tháng sau hắn liền công thành. Rốt cuộc hoàn thành, tiên vương bất diệt thể đỉnh phong. Lăng hàn cười ha ha, hiện tại phòng ngự của hắn cường đại đến trình độ gì. Ngay cả tiên vương tầng 9 toàn lực oanh kích cũng không xấu, cho dù là tiên khí, hoặc đế tinh, siêu cấp đế tinh tầng 9 đỉnh phong ra tay, cũng chỉ có thể ở trên người hắn tạo thành vết thương nhẹ. Thế nhưng mà, khoảng cách bất diệt tiên kim thể vẫn còn có chút xa, dù vẫn luyện đan như lúc trước, đoán chừng một vạn năm mới có thể thu thập đủ tài nguyên. Mà tiên dược vương ra tích lũy mấy kỷ nguyên đều bị ta luyện sạch rồi, cho dù bọn họ có thể đi bốn phía tìm mua, nhưng ở đâu sánh được tốc độ luyện đan của ta xem ra muốn thành tựu bất diệt tiên kim thể ít nhất là chuyện sau triệu năm rồi hắn xuất quan vừa mới ngồi xuống liền thấy chư toàn nhi cầm thiếp mời tới nói phu quân ngươi lại có việc để làm rồi chuyện gì lang hàn hỏi hà vũ phong yến hội chư toàn nhi dương thiếp mời trong tay lên cái gì hà vũ phong không biết lang hàn lắc đầu phu quân người ta cũng không phải là a miêu a cẩu mà là vừa vặn đột phá chuẩn thiên tôn chư toàn nhi nghiêm nghị nói Phụ thân của Hà Vũ Phong là một vị Tứ bộ Thiên Tôn. Hiện tại trong võ viện không biết bao nhiêu người lấy thu được Hà Vũ Phong mời làm vinh, thế nhưng mà, cái thiếp mời này phát ra số lượng cực kỳ có hạn, chỉ có Thiên Kiêu cùng truyền nhân Thiên Tôn chính thức mới có tư cách như vậy. Lăng Hàn tưởng tượng, lập tức giật mình, nguyên lai là Hà Vũ Phong, phu quân nhận thức hắn. Chư toàn nhi tò mò hỏi, Lăng Hàn lắc đầu, không biết, bất quá ta làm thịt một thủ hạ của hắn. Chư toàn nhi chỉ có mắt trợn trắng, người còn không có thấy cũng đã kéo cừu hận năng lực như vậy chỉ sợ cũng chỉ phu quân của nàng mới có a à. vậy phu quân vẫn là đừng đi tham gia yến hội này nàng nói lăng hàn lắc đầu nếu người ta mời vì cái gì không đi thế nhưng mà chưa toàn nhi còn muốn nói tiếp nhưng chứng kiến biểu lộ không quan tâm của lăng hàn cất giấu một tia cứng cỏi nàng đã biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng bất quá ở đây dù sao cũng là võ viện cho hà vũ phong mười là gan cũng không dám thế nào yến hội của hà vũ phong đặt ở 7 ngày sau Thời gian này cách hắn chính thức trở thành chuẩn thiên tôn đã qua hơn nửa năm, vì cái gì kéo trễ như vậy mới tổ chức yến hội. Đó là bởi vì thành tựu chuẩn thiên tôn là một đại sự, thậm chí ở viêm xương vị diệt, bình thường mà nói một kỷ nguyên cũng có thể ra một hai cái. Đương nhiên, hiện tại thiên kiêu khắp nơi tụ tập, thiên tài của toàn bộ nguyên thế giới đều ở đây, tần suất chuẩn thiên tôn xuất hiện cao hơn nhiều, một kỷ nguyên thậm chí có thể ra trên trăm cái. Bình quân một chút, chính là hơn một ngàn ức năm ra một cái, cái kia y nguyên ít đến thương cảm, việc trọng đại như vậy, đương nhiên phải mời các đại nhân vật tới. Bất quá, bởi vì thiên tôn đều ở ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn, hơn nữa trong mắt bọn hắn, chuẩn thiên tôn còn không coi là thiên tôn, không đủ để cùng bọn họ bình khởi bình tọa, tự nhiên sẽ không có người tới. Dù như thế, động phủ của Hà Vũ Phong cũng là tiên vương tầng 9 như mây, nếu như không phải tiên vương tầng 9, vậy nhất định có bối cảnh thiên tôn, nếu không căn bản không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Lăng Hàn hỏi một chút, người ở bên cạnh hắn, chỉ có đại hắc cầu nhận được thiếp mời. Hắn liền cùng đại hắc cầu chung một chỗ, đi tới đỉnh núi của Hà Vũ Phong. Thiếp mời, tỏa chân dưới chân núi là một tiên vương tầng 9, hắn nhìn thiếp mời của một người một chó, liền nhìn bọn hắn cười cười, để cho hai người lên núi. Tiểu tử, người nhìn xem, người khác đều có xe ngựa thay đi bộ, chỉ có hai người chúng ta dùng chân. Đại hắc cầu nhìn từng chiếc xe ngựa chạy như bay mà qua, không khỏi nhìn lăng hàn phàn nàn. Cầu ra là tiên vương tầng 9, đứng ở tiên đạo đỉnh phong, không thể mất mặt như vậy. Ngươi là muốn nói, chúng ta trở về tòm cỗ xe ngựa lại đến sao? Không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tiểu tử ngươi nằm dạp trên mặt đất, cho bổn tỏa cưỡi là được rồi. Đại hắc cẩu liếm môi nói, cút, người có thể được Hà Vũ Phong mời, vậy thì thật là không phú thì quý, không phải trong nhà có thiên tôn tỏa chấn, chính là thực lực, thiên phú của bản thân vô cùng kinh người. Bởi vậy, bọn hắn đều ngồi xe ngựa thần tuấn, đây là chỉ có ở thời gian đi nơi trọng yếu mới dùng, một là thể hiện tôn trọng đối với chủ nhân, hai cũng có thể lộ ra thân phận của mình. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu liền chứng kiến một người cực kỳ phô trương, tỏa kỵ lại là một lão nghiêu do tiên kim hóa hình, chỉ như cự thủ, nhìn như chậm gì gì, nhưng một bước chính là vô cùng xa, cực kỳ kinh người. Thấy mà Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hận không thể xông đi ăn cướp, nhưng nghĩ nghĩ dù sao cũng là võ viện, cuối cùng kiềm chế xuống. Chương 2998, siêu đại phô trương mặt khác tuy cũng có chút ít người phô trương nhưng quyết không thể so sánh với vị này không biết là ai lang hàn hiếu kỳ đại hắc cầu cũng dùng móng vuốt gãi đầu đi chúng ta gõ muộn côn đi lang hàn chừng nó một cái tiên kim vốn vô cùng hiếm có mà tiên kim thông linh hóa thành hình thú vậy thì càng thêm hiếm có chủ nhân của cỗ xe ngựa này tất nhiên vô cùng phi phàm đi gõ muộn côn không sợ bị bạo đánh sao muốn đi ngươi đi a à, hắn quyết đoán lắc đầu đại hắc cầu cũng chỉ nói mà thôi không có tiếp tục kêu gào rất nhanh một người một chó liền đi tới đỉnh núi hiện ở bên ngoài đậu đầy đủ loại xe ngựa nhưng tuy kim nghiêu rất nhỏ lại vô cùng bắt mắt bởi vì bốn phía căn bản không có một chiếc xe ngựa dám tiếp cận ai cũng bảo trì đầy đủ khoảng cách khiến nó lộ ra hạc giữa bầy gà cũng thế tiên kim hóa hình dù chỉ có tầng một nhưng lực phòng ngự lại đạt đến tiên vương đỉnh phong bất tử bất hoại ngẫm lại thiên sinh liền biết đây là người khó chơi cỡ nào nhưng bây giờ, một sinh linh tiên kim hóa hình cường đại rõ ràng làm cước lực cho người, người sau lưng lại cường đại cỡ nào. Rốt cuộc là nhà ai nhỉ? Không chỉ Lăng Hàn cùng đại hắc tổ hiếu kỳ, ở cửa động phủ rất nhiều người đều nghị luận nhau nhau, bọn hắn đều chưa từng gặp qua cỗ xe ngựa này, ai cũng đang suy đoán chủ nhân của xe ngựa là ai, hoặc người tới lần này lại là vị thiên tôn hậu đại nào. Có ít người sớm liền tiến vào động phủ, có ít người lại ở bên ngoài hô bằng gọi hiếu, muốn cả đàn cả lũ lại đi vào. Lăng Hàn có người đang gọi, Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn lại, đây là một người chưa từng bái kiến, nhưng hắn vẫn biết là ai, bởi vì lúc trước thời điểm hắn cùng thiên sinh chiến đấu, đã từng quét qua khí thức của người này. A Mục, hắn nói, không sai, A Mục gật đầu, lại không kỳ quái Lăng Hàn nhận ra mình, hắn ở trong võ viện nổi danh hơn 10 tỷ năm, tư liệu sớm đã bị người biết rõ, hiện tại Lăng Hàn nhận ra lại có cái gì. Ha ha, Hà Vũ Phong đã tiến lên chuẩn thiên tôn, chúng ta cũng phải nhanh một chút rồi. Lại một thanh âm vang lên, đỗ thập nhất xuất hiện, hắn dáng người khôi ngô, bá khí hiển lộ, khí thế khinh người. Có khi lăng hàn sư đệ cái sau vượt cái trước, trước một bước trở thành chuẩn thiên tôn. Tàn nguyệt cũng xuất hiện, trên mặt lạnh lùng, người không biết còn tưởng rằng hắn đối với mình có ý kiến. Tam cự đầu xuất hiện, lập tức đưa tới toàn trường chú ý. Đại hắc cầu tự nhiên sẽ không kinh sợ trường hợp như vậy, một bên ưỡn ngực hóp bụng, vừa hướng lấy người xung quanh vung chảo chào hỏi, một bộ ta là đại nhân vật bái kiến ba vị, Lăng Hàn chắp tay, chào hỏi tam cự đầu. Tam cự đầu đối với hắn cực kỳ khách khí, bọn hắn đều là ngạo khí khinh người, ngay cả tiên vương tầng 9 đỉnh phong cũng sẽ không ở trong mắt bọn hắn, chỉ khi nào chứng minh tương lai có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa, bọn hắn sẽ buông cái giá, trở nên bình dị gần gũi. Lăng Hàn đã chứng minh hắn tương lai có tư cách trở thành thiên tôn, đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tự nhiên để cho tam cự đầu tiếp nạp hắn. Tuy đại hắc cầu không đáng tin cậy, vô cùng bựa, nhưng nó cũng xác thực có tư cách trở thành thiên tôn, đồng dạng để cho tam cự đầu không dám lãnh đạc, hơn nữa nó đã là tiên vương tầng 9, vô luận từ phương diện nào, nó cũng không thua tam cự đầu. Hừ, trong tiếng hừ lạnh, ngự hư tiên vương xuất hiện, hắn không phải một người, còn mang theo con của hắn. Lão bất tử, hừ cái gì, lăng hàn còn không có nói, đại hắc cầu trước tiên bão tố, nó đối với ngự hư tiên vương tự nhiên là hận khắc cốt, nhè răng ra, trong miệng phun lấy nhiệt khí. Một con xúc sinh, Dám nhục cha ta." Ngự Vô Địch lập tức nhảy ra ngoài, ở trong mắt của hắn, phụ thân chính là thiên hạ đệ nhất tiên vương, không người có thể địch, hiện tại một con chó đen cũng dám ở trước mặt quát tháo cha hắn, tự nhiên để cho hắn không thể nhẫn nhịn. Tiên vương tầng 3, không muốn tự đòi mất mặt, Lang Hàn thản nhiên nói. Ở trong võ viện, cường giả không thể ra tay với người thấp hơn hai tầng, nhưng không có nghĩa là một phương yếu thế có thể chủ động khiêu khích, bằng không mà nói, bị đánh nữa cũng không ai nói gì. Ở thế giới này, cuối cùng là thực lực phi vương. Hiện tại Ngự Vô Địch chủ động khiêu khích một Tiên Vương tầng 9, như vậy dù bị đánh giày vò cũng đáng đời, đại hắc cẩu cái rắm cũng sẽ không sai. Ngự Vô Địch hiển nhiên biết rõ điểm ấy, hắn còn dám nhảy như vậy, tự nhiên là bởi vì sau lưng có phụ thân của hắn. Lăng Hàn, Ngự Vô Địch nhìn về phía Lăng Hàn, lông mi không khỏi nhíu lại, giận không kiềm được. Hắn đi tiên lộ, vốn định thành tiểu tiên chủng hoàn mỹ, lại bị Lăng Hàn bức bách, không thể không sớm đột phá, cùng hoàn mỹ vô duyên. Cái này tự nhiên để cho hắn ôm hận trong lòng, chỉ là chiến lược bản thân xa xa không bằng Lăng Hàn, làm sao có cơ hội rửa nhục. Lúc này Cửu Nhân Tương Kiến tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Lăng Hàn lại không liếc hắn một cái, loại mặt hàng này đã không để ở trong mắt hắn rồi, nếu không phải ở trong võ viện, hắn liền một cái tát đập chết. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngự Hư Tiên Vương, thản nhiên nói: "Quản tốt miệng nhi tử của ngươi, ta có thể đập nát nó." Ngự Hư Tiên Vương không khỏi cười lạnh, Lăng Hàn người thật đúng là hung hăng càn quấy, cảm thấy dảo bước tiến lên tầng 7 rồi, thì có tư cách cùng bổn tọa địa vị ngang nhau. Lão quỷ, người hung cái gì, không biết tiểu tử này là cầu gia bảo kê sao. Đại hắc cầu nhảy ra ngoài, ngón tay chỉ ngự hư tiên vương, ý khiêu khích mười phần. Ngự hư tiên vương cực kỳ khinh thường, bại tướng dưới tay, bổn tọa một người là có thể chấn áp hai cái như ngươi. Đại hắc cầu hét lớn một tiếng, ngang nhiên ra tay. Ngự hư tiên vương ngược lại sững sờ, ở trong mắt hắn, đại hắc cầu là loại nhu nhược tiêu chuẩn, làm sao dám chủ động ra tay với mình. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua đại hắc cầu oanh kích, tay phải ngưng quyền, đánh về phía đại hắc cầu, quy tắc ngưng tụ, một quyền này uy thế kinh người. Bành, hai người đối oanh một quyền, thân thể nhao nhao run lên, lui lại mấy bước, oanh, sóng sung kích đáng sợ tuôn ra, người ở phụ cận đều gặp không may, như rơm dạ bị ném bay lên. Trường 2999, Hà Vũ Phong Hiện Khá tốt, hôm nay người có thể tới nơi này, không phải thực lực bản thân chắc tuyệt, chính là có bối cảnh thiên tôn, trên người làm sao có thể không có bảo vật bảo vệ tánh mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại vầng sáng loạn tránh, chống cự khí thức khủng bố phấp phới. Đám người lăng hàn, đỗ thập nhất, tự nhiên một chút cũng không thèm để ý, nếu như ngự hư tiên vương hoặc là đại hắc cầu công kích bọn hắn, vậy bọn họ khẳng định phải trốn tránh hoặc chống đỡ, nhưng chỉ là dư ba. Không có ý tứ, ồ, ngự hư tiên vương lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đại hắc cầu ở trên một kích này rõ ràng không kém hắn chút nào lão bất tử không nghĩ tới cầu ra mạnh như vậy a à. đại hắc cầu dương dương đắc ý bờ mông dẫy ruột quần lót còn phản xạ ánh quang muốn tiện bao nhiêu cũng có ngự hư tiên vương bị chọc giận gần chết đám người lang hàn cũng bị làm bẩn mắt kỳ quái ngự hư tiên vương thì thào nói đạt tới trình độ như bọn hắn khả năng một kỷ nguyên mới có thể tăng thực lực lên một chút nhưng lúc này mới qua bao lâu đại hắc cầu rõ ràng có thể cùng mình cân sức ngang tài, cái tiến bộ này quá kinh người, căn bản không thực tế. Đây là tự nhiên, đại hắc cầu mạnh không phải vì tu vi của nó đã có tăng lên, hoặc đột nhiên lĩnh ngộ cái gì, mà là lăng hàn truyền cho nó cửu hóa thiên kinh. Hiện tại đại hắc cầu đã lĩnh hội, dung hợp bốn bộ trong đó, cái này tự nhiên khiến chiến lực của nó tăng lên một mảng lớn, đủ để so sánh với ngự hư tiên vương. Hơn nữa, tuy uy lực của thiên tôn bảo thuật nguyên vẹn càng mạnh hơn nữa, nhưng tiêu hao cũng lớn, dù là thiên vương tầng 9 cũng không có khả năng một mực vận chuyển, nhưng thiên tôn bảo thuật chia nhỏ lại bất đồng, lấy tu vi của đại hắc cầu hoàn toàn có thể một mực vận chuyển. Lại đến, đại hắc cầu một kích không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên không muốn bỏ qua, thù mới hận đủ chạy lên não nó làm sao chịu dừng lại. Ngự hư tiên vương hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên cũng sẽ không kinh sợ. Hai tiên vương đại chiến, nhấc lên phá hư cực lớn. Lăng Hàn nhìn về phía ngự vô địch, lại không nói lời nào, thật giống như sói đói nhìn chằm chằm vào một con bạch thỏ. Ngự vô địch bị hắn nhìn mà trong nội tâm lạnh lẽo, không khỏi lui về phía sau, thẳng đến bị một cây trụ ngăn cản, hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hai vị đã đủ rồi a, à, hôm nay là yến hội của thiếu chủ nhà ta, kính xin tôn trọng chủ nhân một chút. Một giọng nói vang lên, dương động ra khí tức cường đại. Ngự hư tiên vương cùng đại hắc cầu lại đối bính ba chiêu, lúc này mới thu tay lại. Mở miệng khuyên can là một tiên vương tầng 9, nhưng chỉ là đế giả mà thôi, không có bị ngự hư tiên vương cùng đại hắc cầu để vào mắt, nhưng hắn là đại biểu một vị chuẩn thiên tôn đang nói chuyện, phải cho chút mặt mũi. Lão quỷ, về sau gặp ngươi một lần đánh một lần. Đại hắc cầu chỉ vào ngự hư tiên vương nói, ngự hư tiên vương thiếu chút nữa tức điên, người con mẹ nó vừa rồi không có chiếm được thượng phong, vì cái gì nói lẽ thẳng khí hùng như thế. Hắn nguyên bản không có dễ dàng bị chọc giận như vậy, nhưng bộ dạng của đại hắc cầu thật sự là quá kéo cừu hận rồi, Toàn thân lộ ra một cố thiện vị, thật là làm cho người muốn không tức giận cũng không được. Đỗ thập nhất ung dung thở dài nói. Ai lại nói với ta, lang sư đệ, hắc cầu huynh tới từ vị diện thấp, ta nhất định đánh hắn một trận. A mục không khỏi bật cười, xác thực, vị diện cấp thấp nào có thể thoáng cái xuất hiện tuyệt thế thiên tài như Lăng Hàn, Thiên Sinh, Ngự Hư Tiên Vương, Đại Hắc Cầu, Hỏa Phù Dung, Kỳ Vô Danh. Mỗi cái đều có thể dảo bước tiến lên thiên tôn, cái này là muốn nghịch thiên sao? Hừ. Ngự hư tiên vương gọi nhi tử tiến vào động phủ, trước khi vào còn chừng lăng hàn cùng đại hắc cầu một cái, nhất là lăng hàn, lúc trước không thể ở tiên vực vị diện giải quyết, kết quả để cho danh con này lấy được không gian phát triển, hiện tại cũng sắp sánh vai với hắn rồi. Thế nhưng mà, hối hận thì đã muộn, lăng hàn cũng cùng đám người A Mục tiến vào động phủ, hắn biết rõ Hà Vũ Phong mời hắn tới khẳng định không có chuyện tốt, nhưng tránh được mùng một trốn không được mười lăm, sự tình nên đối mặt phải đối mặt, trốn tránh vô dụng. Cho nên hắn đến, yến hội đều không sai biệt lắm vui chơi giải trí lại kết giao bạn bè vương gia cũng có người đến hơn nữa không chỉ vương gia tiểu công chúa còn có vương thiên dương vương dương danh xem như cho đủ hà vũ phong mặt mũi hiện tại thái độ của vương dương danh đối với lăng hàn so với vương thiên dương còn muốn nhiệt tình vừa nhìn thấy lăng hàn liền lôi kéo vương giai nguyệt đi tới nói lăng tiểu hữu đã lâu không gặp khả năng có bao lâu lăng hàn cười ha ha nói bái kiến hai vị vương tiền bối vương giai nguyệt đương nhiên bị hắn bỏ qua rồi. Vương Gia Nguyệt hừ một tiếng, người nam nhân này rõ ràng dám cự tuyệt mình, làm cho nàng vừa sinh khí lại không phục. Đám người am Mục đều có vòng tròn của mình, tự nhiên không có khả năng một mực đi cùng Lăng Hàn, thấy người Vương ra tới, bọn hắn liền cười cười, cáo từ đi qua một bên. Lăng Hàn cùng Vương Thiên Dương, Vương Dương danh nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi nói đến Hà Vũ Phong. Kẻ này thật là yêu nghiệt, bất quá 30 tỷ năm mà thôi, liền bước vào chuẩn thiên tôn, thành tích như vậy ở trong kỳ nguyên gần nhất, có thể đứng vào top 3 rồi. Vương Thiên Dương cực kỳ cảm khái, lão phu sống tạm ba kỳ nguyên, nhưng vẫn vô vọng thiên tôn vị, vừa so sánh, thật là làm cho người thổn thức. Đừng nhìn tầng 9 đỉnh phong cùng chuẩn thiên tôn chỉ cách một tia, nhưng không cách nào cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị trong thiên địa kia, dù ngươi lại thiên tư xuất sắc, 100 kỳ nguyên sau vẫn chỉ có thể dừng lại ở tiên vương cảnh. Vương Dương Danh không phục nói, an đức nhà của ta cũng không kém bao nhiêu, chỉ dùng 40 tỷ năm liền bước vào Chuẩn Thiên Tôn vị. Vương Thiên Dương cũng có một tia ngạo nhiên, Hà Vũ Phong có thể nhanh hơn bước vào Thiên Tôn vị, cái kia bởi vì lão tử của hắn là Tứ Bộ Thiên Tôn, vì hắn chuẩn bị đầy đủ thiên tài địa bảo, nếu không thời gian hắn đột phá Chuẩn Thiên Tôn sẽ không ít hơn tuyệt thế thiên tài nhà mình. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn không có ý tứ nói, kỳ thật hắn đã có thể cảm ứng được năng lượng ngư tử, lại có thể rút ra rèn luyện bản thân, tự ý nào đó mà nói, hiện tại hắn đã là Chuẩn Thiên Tôn rồi chỉ là nhược hóa vô số lần ngay cả chiến lược tầng chín đỉnh phong cũng miễn cưỡng